hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 196, tôi không phải là người của cậu. Vẻ mặt lôi chấn thiên chợt biến đổi, lôi vũ lại càng hoảng sợ, hắn dùng giọng lo lắng hỏi. Lâm đại ca, chẳng lẽ bệnh của tôi không còn cách chữa nào sao? Lôi vũ, bệnh của cậu đã được chữa trị, thật ra đây cũng không phải bệnh, là Hạ Thiên động tay lên người cậu. Lâm tử hào lắc đầu. Nhưng vấn đề là Hạ Thiên có thể động tay lên người cậu một lần, sau này sẽ có thể còn lần thứ hai. Lâm Tử Hào quay đầu nhìn Lôi Chấn Thiên với vẻ mặt cung kính. Lôi lão, cháu cũng không gạt ông, cháu và Hạ Thiên có chút qua lại, cháu không muốn để ông hiểu lầm mình cố ý đối phó với Hạ Thiên, nhưng cháu cũng không thể không nói cho ông biết, với những gì cháu hiểu về hắn, một khi hắn đã nhìn chằm chằm vào ai thì sẽ không dừng tay. Nếu hắn biết rõ Lôi Vũ không việc gì thì sẽ có hơn phân nửa là ra tay lần nữa, vì vậy sau này sợ rằng Lôi Vũ sẽ còn tiếp tục sợ rằng lúc đó sẽ không như lúc này vì hạ thiên có rất nhiều thủ đoạn khó tưởng tôi sẽ không để tiểu tử khốn nạn kia còn cơ hội ra tay lôi trấn thiên hừ lạnh một tiếng lôi lão cũng không còn sớm cháu cũng không muốn làm phiền ông cháu và âm tiên sinh cáo từ trước lâm tử hào cũng không muốn nói thêm điều gì trước mặt lôi lão thì không nên nói nhiều lời nói nhiều sẽ bộc phát hiệu quả trái ngược nhưng những lời vừa rồi là bắt buộc phải nói được sau này tôi sẽ đến thăm hỏi cha cậu lôi trấn thiên nhíu mày tần phong tiễn tử hào và âm tiên sinh ra ngoài tần phong lĩnh mệnh tiễn khách ngay sau đó lâm tử hào và âm tiên sinh khuất nơi cuối hành lang lôi vũ đêm nay cháu ở lại bệnh viện quan sát bệnh tình nếu đến ngày mai mà không bộc phát thì chúng ta về nhà lôi trấn thiên quay đầu nhìn cháu trai giọng điệu rất ôn hòa vâng ông nội lôi vũ rất biết nghe lời cháu hầu như chưa ăn gì, chắc đã đói rồi. Tần viêm, cho người làm chút cháo, tạm thời đừng bỏ dầu mỡ. Lôi chấn thiên lại phân phó. Vâng, thủ trưởng, tôi sẽ sắp xếp. Tần viêm lên tiếng, ngay sau đó bắt đầu điện thoại. Audio điện tử võ tấn bền. Sau khi tần viêm điện thoại xong thì tần phong cũng đã trở về. Tần phong, điều tra tất cả tình huống của hạ thiên cho tôi. Lôi chấn thiên ra lệnh. Thủ trưởng, tôi đã cho người điều tra, tối nay sẽ có tin tức." Tần Phong trả lời. "Nhớ phải xem xét thật kỹ va chạm giữa Hạ Thiên và Lâm Tử Hào." Vẻ mặt Lôi Chấn Thiên có chút ngưng trọng. "Còn nữa, điều tra Âm Thần Y, người này giấu đầu hở đuôi, khó thể tin." "Đúng vậy, thủ trưởng, người đó làm tôi sinh ra cảm giác không tốt." Tần Phong nói. "Tần Phong, kiểm tra phải rõ ràng, phải chú ý phương pháp, cũng đừng cho Lâm Tử Hào và Âm Thần Y biết được." dù thế nào thì bọn họ cũng vừa giúp lôi vũ. Lôi Trấn Thiên dặn dò một câu. Thủ trưởng yên tâm, tôi biết phải làm sao. Tần Phong theo Lôi Trấn Thiên nhiều năm, tất nhiên sẽ không thể không làm xong chút chuyện nhỏ nhặt này. Lôi Trấn Thiên gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. Mộc Hàm đưa Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng đến một chiếc Audi Q7 dừng ven đường, nàng mở cửa xe rồi nói với hai người. Lên xe trước đi, lên xe rồi nói hạ thiên ngồi vào đầu tiên sau đó hắn có chút thất vọng nhìn mộc hàm tiểu yêu tinh yêu yêu kia sao không có ở đây cậu tìm yêu yêu làm gì mộc hàm ra vẻ cảnh giác nhìn hạ thiên tôi muốn đánh cô ấy hạ thiên không che giấu ý đồ tôi muốn cho cô ta sau này không dùng được máy tính tiểu yêu tinh chết tiệt dám hách máy tính của tôi cậu không được đánh yêu yêu mộc hàm vội nói sao không được hạ thiên có chút mất hứng tiểu yêu tinh cần phải bị ăn đòn. Nhưng yêu yêu vừa mới giúp cậu. Mộc hàm nói, hạ thiên không tin, tiểu yêu tinh chỉ biết hại tôi, sao có thể giúp tôi. Mộc hàm cười quyến rũ với hạ thiên, nàng dùng giọng nũng nịu nói. Chồng, yêu yêu thật sự giúp cậu, cậu cũng đừng quá so đo, cô ấy chỉ thích chơi mấy thứ máy tính này nọ, không phải cố ý gây khó cho cậu. Mộc hàm vốn gợi cảm vô hạn mà bây giờ lại nũng nịu giai nhân, tất nhiên sẽ cực kỳ phong tình quyến rũ. Vì vậy lãnh băng băng ở bên cạnh nhìn Mộc Hàm, trong lòng không khỏi mắng hạ thiên lưu manh, tên khốn này không biết tìm đâu ra một người đẹp tóc vàng gọi là chồng. Tuy Mộc Hàm làm núng có lực sát thương rất lớn nhưng cũng không chống lại cơn tức của Hạ Thiên với tiểu yêu tinh. Trước đó Mộc Hàm làm vậy vài lần đã đánh bại Hạ Thiên, nhưng bây giờ hắn căn bản không tin lời nàng. Tiểu yêu tinh rõ ràng gây khó dễ cho tôi, đợi đến khi gặp mặt không đánh không được. Chồng, nếu không phải yêu yêu nói người của cục an ninh quốc gia đang muốn bắt người, như vậy sao tôi có thể đến cứu? Mục Hàm vẫn còn cố gắng. Tôi không có nguy hiểm, cứu làm gì? Hạ Thiên có chút mất hứng, hắn cũng không cần vợ đến cứu, người khác sẽ nói hắn không có bản lĩnh. Mục Hàm không nói gì, thật ra nàng cũng không phải đến cứu Hạ Thiên, vì nàng biết đám người cục an ninh quốc gia không phải là đối thủ của Hạ Thiên, nàng chỉ sợ Hạ Thiên quấy rối thành phố giang hải. Nếu là như vậy thì cục an ninh quốc gia thành phố Giang Hải sẽ xin sự giúp đỡ của tuyến trên, đúng lúc này nàng vừa vặn có mặt ở thành phố Giang Hải, vì vậy mà sự việc này rơi lên đầu nàng, nàng phải bóp chết sự việc náo loạn từ trong trứng nước. Dù sao bây giờ cục an ninh quốc gia cũng không có tổn thất gì, chỉ cần không có xung đột với Hạ Thiên, bây giờ tổn thất gì cũng có thể tiếp nhận, không cần náo loạn đến mức độ anh sống tôi chết là được. Nhưng ý nghĩ này lóe lên trong đầu, Mộc Hàm cười quyến rũ với Hạ Thiên. Trông, tôi biết rõ cậu không cần cứu, nhưng tôi quan tâm đến cậu, dù là thế nào thì yêu yêu cũng coi như quan tâm đến cậu, cậu nói xem có đúng không? À, tiểu yêu tinh đưa chị đến với tôi, cũng coi như giúp tôi, như vậy sau này chỉ đánh vào hai bàn tay thôi. Hạ Thiên dùng giọng hời hợt nói. Mộc hàm có chút buồn bực, nói đi nói lại cũng muốn đánh yêu yêu, xem ra nàng phải đưa yêu yêu tránh xa người này. Điện thoại đột nhiên rung động, Mộc Hàm lấy ra xem, sau đó nàng nhanh chóng nói với Hạ Thiên. "Chồng, tôi có nhiệm vụ, cũng không tiến mọi người về được, tôi phải đi trước, vài ngày sau sẽ đến tìm." Hạ Thiên nhìn sang lãnh băng băng vẫn không nói gì, hắn gật đầu. "Vậy cũng được, tôi và cảnh sát tỷ tỷ sẽ xuống xe." Nếu hôm nay Hạ Thiên chỉ đi một mình thì nhất định phải theo Mộc Hàm, nhưng đêm nay hắn đã đồng ý với cảnh sát tỷ tỷ, hắn phải bảo vệ nàng, không thể chạy trốn. Đàn ông đã nói là phải giữ lời, chuyện đã đồng ý phải làm cho bằng được. Hạ Thiên và Lãnh Băng băng xuống xe, chiếc Audi A7 phóng đi như bay. Hạ Thiên không khỏi gãi đầu, hắn sao lại đột nhiên sinh ra cảm giác bị vợ tóc vàng lừa nhỉ? Cô ấy là ai? Lãnh Băng băng lúc này mới mở miệng hỏi, người phụ nữ này dù là gương mặt hay dáng người cũng không thua kém gì nàng, chỉ đơn giản có thể làm cho người của cục an ninh quốc gia bỏ đi, thân phận chắc chắn không tầm thường vợ của tôi. Hạ Thiên trả lời. Lãnh băng băng có chút tức giận. Cậu chẳng lẽ nhiều vợ vậy sao? Không nhiều lắm, vẫn chưa đến 10 người. Hạ Thiên thầm nói một câu. Lãnh băng băng lập tức sinh ra xúc động muốn bóp chết đám lưu manh. Trước đó nàng có chút hảo cảm với hắn, nhưng bây giờ chẳng còn gì, chưa đến 10 cô vợ sao? Đây là lời nói của loại người lăng nhân cỡ nào, còn nói là chưa đủ 10 bà vợ. Nhưng lãnh băng băng biết không làm gì được Hạ Thiên, Nàng chỉ biết kìm nén xúc động rồi cắn răng hỏi. "Tôi hỏi cậu cô ấy tên gì, còn nữa, nàng làm gì?" "À, tên là Mộc Hàm, còn làm gì tôi cũng không rõ, cũng có thể là người của cục an ninh quốc gia." Hạ Thiên vừa rồi cũng đã hỏi Mộc Hàm về vấn đề này, nhưng nàng không trả lời và chạy mất, đến bây giờ hắn vẫn không biết được thân phận thật sự của đối phương. "Không phải cậu nói cô ấy là vợ sao?" Lãnh Băng băng tức giận nói sao vợ làm gì cũng không biết cảnh sát tỉ tỉ tôi chỉ cần biết cô ấy là vợ thì quá đủ cô ấy làm gì không liên quan đến tôi hạ thiên ra vẻ đương nhiên nếu cô ấy phạm tội giết người thì sao lãnh băng băng nói ra những lời này thì chợt hối hận vì lưu manh trước mắt cũng là loại chẳng ra gì đồng lâm rõ ràng bị hắn hại chết quả nhiên đúng như những gì lãnh băng băng dự đoán hạ thiên trả lời rất trôi chảy tội gì cũng được tôi yêu cô ấy là được Tuy lãnh băng băng đã suy đoán được những câu trả lời của Hạ Thiên nhưng vẫn không khỏi tức giận. Sao cậu không có chút quan điểm đúng sai nào vậy? Cảnh sát tỷ tỷ, đừng nghi oan cho tôi, tôi là người có quan điểm đúng sai rất mạnh. Hạ Thiên trả lời rất nghiêm trang. Lãnh băng băng rất muốn hỏi quan điểm của hắn là gì nhưng cuối cùng lại thôi, vì nàng không muốn bị đối phương làm cho tức chết. Cảnh sát tỷ tỷ, tam sư phụ tuy muốn tôi làm người tốt, nhưng chính người lại nói làm người tốt chưa hẳn có kết quả tốt, người còn nói rất nhiều chuyện đúng sai không phải do mình quyết định, mà do người khác quyết định. Hạ Thiên nhìn lãnh băng băng, hắn dùng giọng chân thành nói. Ví dụ như chuyện tối hôm nay, chị nổ súng bắn lôi quân, chị cảm thấy đúng nhưng cha của Triệu Thanh Thanh lại nghĩ rằng chị làm sai, lôi ra cũng nói chị làm sai. Vì vậy một chuyện, kết cục cuối cùng là đúng hay sai cũng không phải một người phán đoán. Cuối cùng Hạ Thiên còn chêm thêm một câu. Tất nhiên, cảnh sát tỉ tỉ, tôi cảm thấy chị nổ súng là rất đúng chỉ có một điểm không đúng sao chị không bắn chết tên kia luôn tên khốn đó dám có ý với chị chị không biết chị là người của tôi sao lãnh băng băng nghe được những lời đầu tiên thì trong lòng có chút cảm xúc thậm chí còn có chút thừa nhận với hạ thiên nhưng khi nghe câu cuối cùng thì nàng tức lộn ruột tôi không phải người của cậu cảnh sát tỉ tỉ chị không thể không chịu trách nhiệm như vậy chị ngủ với tôi phải biết phụ trách chứ khi Hạ Thiên nói ra những lời này thì bộ dạng rất uất ức. Chương 197, bị tập kích trên xe taxi. Lãnh Băng Băng bị chọc tức bởi những lời của Hạ Thiên, nàng không thể nhịn được nữa mà phải giống lên. Cậu có biết xấu hổ không? Cậu chiếm tiện nghi của tôi, còn nói tôi ngủ với cậu, bắt tôi phải chịu trách nhiệm sao? Dù muốn truy cứu cũng chỉ là đồ lưu manh cậu muốn ngủ với tôi, vì vậy cậu phải chịu trách nhiệm mới đúng. Hạ Thiên bị lãnh băng băng mắng một chập mà không chút tức giận, ngược lại hắn còn nở nụ cười sáng lạn. Cảnh sát tỷ tỷ nói đúng, tôi sẽ chịu trách nhiệm với chị, sau này chị sẽ là vợ tôi. Lãnh băng băng chợt ngẩn ngơ, đồ lưu manh kia rõ ràng đang cố ý châm chọc nàng, cố ý để nàng nói ra câu vừa rồi. Tôi không cần cậu chịu trách nhiệm. Lãnh băng băng tức giận giống lên một câu, sau đó nàng ngoắc taxi rồi nhanh chóng leo lên khi lãnh băng băng còn chưa kịp đóng cửa thì hạ thiên đã chui vào cậu làm gì tôi phải về nhà lãnh băng băng tức giận nói hạ thiên không nói lời nào hắn chỉ ngồi như tượng lãnh băng băng không còn cách nào khác đành phải dịch sang bên kia tặng vị trí vừa rồi cho hạ thiên mà lúc này hắn cũng đóng cửa xe lại đi đâu tài xế taxi mở miệng hỏi khu cảnh uyển đường đông sơn lãnh băng băng mở miệng nói lưu manh hạ thiên không đi như vậy nàng sẽ cho hắn làm ô xin cả buổi tối. Bây giờ trong nhà nàng tất cả vật dụng đều bị đám người ủy ban kỷ luật làm rối loạn, nàng còn chưa kịp dọn, bây giờ cho lưu manh dọn là được. Lãnh băng băng khẽ thở ra một hơi rồi khẽ nhắm mắt, khi dựa lưng ra phái sau thì những mệt mỏi ở đâu kéo đến dồn dập Những sự việc xảy ra tối nay không những làm cho thân thể của nàng mỏi mệt, thậm chí cả tâm lý cũng dã rời. Xe taxi chạy trên đường không nhanh không chậm, lãnh băng băng dần buồn ngủ cục cục, cục cục. Những tiếng động rất khẽ vang lên làm lãnh băng băng chuẩn bị rơi vào giấc ngủ chờ tỉnh lại. Nàng là cảnh sát hình sự, tất nhiên thính giác phải mạnh hơn người thường, nàng chỉ cần nghe âm thanh kia là biết có người đang khóa trái cửa xe. Lãnh băng băng mở tròn mắt, nàng ngồi thẳng người, một tay thử mở cửa, tay còn lại đưa xuống khẩu súng bên hông và quát tài xế. Anh khóa cửa xe làm gì? lái xe không lên tiếng nhưng lãnh băng băng cảm thấy tốc độ xe càng lúc càng nhanh mà hạ thiên lại có chút buồn bực cảnh sát tỉ tỉ sao vậy cũng khó trách hạ thiên không cảm thấy có gì bất thường tuy hắn nghe được âm thanh khóa cửa xe nhưng vấn đề là hắn không biết đó là thứ gì dù sao hắn cũng không hiểu rõ về xe cộ một mùi hương kỳ quái phóng vào lỗ mũi vẻ mặt hạ thiên chợt biến đổi cảnh sát tỉ tỉ nín thở ngay có thuốc mê Mau mở cửa xe, nếu không tôi nổ súng." Lãnh Băng Băng đã rút súng, nàng chỉ về phía đầu tên tài xế, nhưng giữa khách và lái xe lại có một tầng thủy tinh ngăn cách. Lúc này Lãnh Băng Băng cũng phát hiện xe taxi này khác hẳn bình thường, trước và sau bị ngăn cách hoàn toàn, bây giờ nàng và Hạ Thiên ngồi ở phía sau, là một không gian bị phong bế. Mùi hương kích thích ngày càng đậm, tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Lãnh Băng Băng đã cảm thấy đầu óc choáng váng với kinh nghiệm thì nàng biết đây là ê te, nếu cứ tiếp tục thì sẽ hôn mê. Đùng đùng, lãnh băng băng nổi liền hai phát súng không chút do dự, một phát đạn bắn về phía lái xe, một phát đạn bắn về phía cửa sổ xe. Viên đạn bắn trúng lớp thủy tinh và bắn ngược trở lại rất quỷ dị, khoảnh khắc này lãnh băng băng mới ý thức được cửa sổ chống đạn, vì vậy khó thể bắn thùng. Cảnh sát tỉ tỉ cẩn thận. Hạ Thiên dùng một tay ôm lấy lãnh băng băng rồi lách người né viên đạn bắn ngược trở lại, đúng lúc này nắm đấm tay phải cũng nặng nề đập lên cửa xe đùng một tiếng nổ rất lớn vang lên ngay cả chiếc taxi phóng đi như tên bắn cũng chấn động lãnh băng băng dùng súng không bắn thủng cửa sổ xe nhưng một đấm của hạ thiên lại làm cả cửa sổ xe nát vụn luồng không khí mới mẻ tràn vào lãnh băng băng hít vào vài hơi cơ thể đã thoải mái đi rất nhiều đúng lúc này nàng chợt cảm thấy thân thể nhẹ bấng hạ thiên đã ôm nàng nhảy xuống xe mà sau khoảnh khắc chiếc taxi đã chạy xa vài trăm mét. Lúc này chiếc taxi lập tức tăng tốc, rõ ràng muốn bỏ chạy, Hạ Thiên đặt lãnh băng băng xuống rồi đuổi theo ngay lập tức. Thôi, đừng đuổi theo. Lãnh băng băng biết ý đồ của Hạ Thiên, vì vậy mới mở miệng nói. Xe taxi kia chạy quá nhanh, chẳng biết Hạ Thiên có theo kịp hay không. Hơn nữa đối với nàng, có thể thoát khỏi tình cảnh vừa rồi đã xem như rất may mắn, đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, nàng không muốn truy đuổi chiếc taxi mà tiếp tục sinh chuyện. Lãnh băng băng cố ý ngăn cản làm Hạ Thiên có hơi dừng lại, hắn vừa ngừng thì chiếc taxi đã chạy mất tăm mất tích. Bây giờ đừng nói lãnh băng băng không muốn hắn chạy theo, dù có muốn thì cũng không kịp, vì thế Hạ Thiên đành phải bỏ dở kế hoạch. Chúng ta về thôi. Giọng nói của lãnh băng băng mang theo chút mệt mỏi, vừa rồi nàng cũng không hít vào quá nhiều ê te, vì vậy cũng nhanh chóng hồi phục nhưng tâm tình lại trầm xuống rất thấp. Nàng mơ hồ cảm thấy sự việc lần này có bóng dáng của tên lôi quân, khoảnh khắc này nàng đã hiểu vì sao Triệu Bình Lương khuyên mình rời khỏi thành phố Giang Hải. Sau sự kiện vừa rồi thì lãnh băng băng cũng không đám ngồi xe taxi, vì vậy hạ thiên điện thoại cho tên mập chạy xe đến đón. Vài phút sau Hắc Tam lái xe đến, lần này không có chuyện gì phát sinh, Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng thuận lợi về đến số 13 khu cảnh huyền. Tôi rất mệt, tôi đi ngủ trước lãnh băng băng lúc này đã không còn suy nghĩ muốn bắt hạ thiên dọn dẹp trong nhà nàng tùy ý nói một câu sau đó tiến vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại nàng không quan tâm đến hạ thiên đối với nàng thì hắn có thể tùy tiện ngủ ở bất kỳ đâu nhưng không được vào phòng nàng hạ thiên có chút buồn bực hình như cảnh sát tỷ tỷ cũng không có ý định muốn ngủ với hắn hạ thiên nhìn ghế sa lông bị lật ngược khắp nơi đều có đủ mọi vật loạn xạ hắn không khỏi thì thào Sao cảnh sát Tỷ Tỷ có thể ở một chỗ bề bộn thế này? Hay là giúp chị ấy thu dọn? Hạ Thiên vừa thu dọn vừa lẩm bẩm. Cảnh sát Tỷ Tỷ đúng là quá lười. Bệnh viện Lục Quân. Lôi Trấn Thiên nhìn giường bệnh trống trơn mà giận tím mặt. Người đâu? Không, không biết, vừa rồi anh ấy còn ở đây mà. Cô y tá dùng giọng nơm nớp lo sợ trả lời. Buồn cười, Tần Phong, lập tức tìm người bắt tiểu tử kia về. Lôi Chấn Thiên tức giận nói: "Vâng, thủ trưởng." Tần Phong vội vàng lên tiếng, hắn tranh thủ thời gian truyền lệnh. Lôi Chấn Thiên đang nổi giận vì Lôi Quân, lão biết Lôi Quân đã giải phẫu xong nên đến thăm, đồng thời cũng muốn ép tiểu tử này phải bế quan. Nào ngờ khi lão đến đây thì phát hiện Lôi Quân đã chạy mất. "Thủ trưởng, đã sắp xếp người đi tìm cậu ấy." Tần Phong cúp điện thoại rồi báo cáo cho Lôi Chấn Thiên, trong lòng hắn cũng biết rất rõ, Lôi Quân không thể bắt về ngay được tiểu tử này ngày càng không ra gì, ỉ vào chút công lao mà bắt đầu thích làm gì thì làm, nếu cứ tiếp tục như vậy thì mất luôn tính mạng. Lôi Trấn Thiên tức giận nói, đám tiểu tử này càng lúc càng làm cho tôi không vơi bớt lo lắng, không thể so sánh được với cha chúng nó. Tần Phong không nói gì, dù hắn là cảnh vệ tâm phúc của Lôi Trấn Thiên nhưng cũng không dám bình luận. Hắn biết rõ ông lão có uy đanh lớn trong quân ngũ một lòng vì nước và chiến công hiển hách này có một nhược điểm đó chính là bảo vệ gia đình, dù con cháu có làm ra chuyện gì không thể tha thứ thì lão cũng sẽ ra mặt giải quyết, sẽ không để bất kỳ ai bị trừng phạt. Điện thoại của Tần Phong lại vang lên, hắn nhìn dãy số thì vội vàng tiếp nhận. Tiểu Vương, thế nào, đã tra rõ địa chỉ của Hạ Thiên chưa? Tần ca, không kiểm tra thì không biết, khi tra xét mới thấy tiểu tử này là cực phẩm. Người này vào thành phố Giang Hải chưa được một tháng nhưng khuấy động long trời lở đất, đúng là một ngôi sao tai họa siêu cấp. Tiểu Vương ở đầu dây bên kia nói: "Nhưng tài liệu của tiểu tử này rất có hạn, không có giấy khai sinh, giấy chứng minh thì mới làm không lâu, không có bất kỳ tài liệu nào trước khi hắn đến giang hải, giống như một hòn đá tự nhiên xuất hiện dưới khe suối." "Người này chọc đến bao nhiêu phiền toái?" Tần Phong hỏi. "Tiểu tử này gây ra rất nhiều chuyện, Cao Danh Dương một trong tứ thiếu gia giang hải bị hắn đánh cho thiếu chút nữa mất mạng, Diệp thiếu kiệt tứ thiếu gia giang hải cũng bị đánh." Mễ Hồng bà chủ quán Ba Thiên Hậu cũng bị đánh, cũng từng náo loạn cục cảnh sát. Gần đây hắn còn tìm được chứng cứ kỷ luật Kỳ Minh và Hạ Vân Sơn, còn có những chuyện nhỏ nhặt khác, nói chung tiểu tử này không phải nhân vật đơn giản. Tiểu Vương cảm khái, càng kiểm tra càng thấy thằng này rất trâu chó. Nó có bối cảnh đặc biệt gì không? Tần Phong hỏi. Thật ra cũng không có bối cảnh gì đặc biệt, nhưng năng lực tán gái thì rất quá đáng. Kiều Tiểu Kiều của Kiều gia là vợ hắn. Diệp Mộng Oánh của Diệp Gia là người tình của hắn, đúng rồi, người đẹp băng giá của cục cảnh sát cũng có cùng địa chỉ trên chứng minh với tên này, có lẽ quan hệ giữa hai bên rất thân thiết. Tiểu Vương nói bằng giọng hâm mộ. Ngoài những vấn đề này thì hắn còn có rất nhiều quan hệ với các người đẹp bên ngoài, một người là bà chủ quán hoa tên là Tôn Hinh Hinh, một người là bác sĩ Liễu Vân Mạn. À, anh Tân, còn có một chuyện, không phải tối nay anh đã đụng mặt lâm tử hào sao? Hắn và Lâm Tử Hào cũng có mâu thuẫn vì gái. Tần Phong nghe mà trợn mắt há mồm, tiểu tử Hạ Thiên kia rõ ràng cũng không phải chỉ là mạnh mẽ. Nhưng Tần Phong nghe được câu cuối cùng thì cũng không nhịn được phải hỏi. Hạ Thiên và Lâm Tử Hào rốt cuộc có mâu thuẫn gì? À, Lâm Tử Hào có một vị hôn thê rất đẹp, tên là Mộc Hàm, người này bị Hạ Thiên cướp đi trước mặt mọi người. Mà người phụ nữ Mộc Hàm này thân phận không tầm thường, tư liệu được giữ bí mật. Với quyền hạn của chúng ta không thể kiểm tra được." Tiểu Vương nhanh chóng nói. "Tóm lại Lâm Tử Hào và Hạ Thiên có mối thù cướp vợ, thù sâu như biển." Chương 198, Lôi quân tà tâm bất tử. "Còn có tư liệu gì đặc biệt không?" Tần Phong hỏi, thông qua những tư liệu vừa rồi không thể tìm được nhược điểm chính xác của Hạ Thiên. "Hạ Thiên y thuật rất cao, võ công rất giỏi, ngoài những thứ đó ra thì chẳng còn gì khác." tuy có nhiều phụ nữ có mối liên hệ với hắn nhưng không có cha mẹ, không người thân, cũng cơ bản không có bạn bè, ủa, đợi chút. Giọng nói của tiểu vương chợt trở nên kinh ngạc. Kỳ quái, trong hệ thống hình như có thêm một phần tin tức về Hạ Thiên, tôi phải xem qua cái đã trời. Sao vậy? Tần Phong ý thức được có chuyện bất thường. Tần ca, phần tài liệu này của Hạ Thiên đã bị mã hóa, hơn nữa còn là mã hóa ở đẳng cấp cao nhất. Không riêng gì phần tài liệu mới này, kể cả những tư liệu trước đó cũng đã bị mã hóa. Giọng nói của tiểu vương trở nên đặc biệt khác thường. Mười phút trước đó những tài liệu này còn công khai, nhưng bây giờ tất cả đều đã bị mã hóa. Biết ai mã hóa không? Tần Phong hỏi. Không kiểm tra được. Tiểu vương đưa ra đáp án sau 10 giây. Tần ca, xem ra tiểu tử này còn có bối cảnh mà chúng ta không biết, có lẽ anh nên hỏi qua lôi lão, với quyền hạn của ông ấy thì chúng ta họa may còn có thể tìm được chút tư liệu, tôi phải báo cáo với thủ trưởng cái đã. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói, sau đó hắn cúp điện thoại. Vài phút sau lôi Trấn thiên đã nghe xong báo cáo của Tần Phong, lão trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi nói. Nếu lôi vũ đã không sao thì chuyện này nên kết thúc ở đây. Tần Phong chợt sướng sờ. Thủ trưởng, lỡ may. Lôi Trấn thiên khoát tay, lão không cho Tần Phong tiếp tục nói. Trước tiên nhanh chóng tìm cho ra lôi quân, Tôi không muốn nó có chuyện xảy ra. Vâng, thủ trưởng. Tần Phong không nói thêm điều gì, hắn biết rõ vị thủ trưởng đã có cố kỵ với Hạ Thiên. Cùng lúc này, trong võ quán Lôi Đình, Lôi Quân với vai phải và tay trái quấn băng đang nổi giận với một người đàn ông. "Phế vật, có chút chuyện mà làm không xong, cút." Người đàn ông kia khẽ nói một tiếng rồi hoảng hốt lui ra. "Tôi đã nói rồi, đêm nay Lãnh Băng băng phải nằm trên giường của tôi, nếu nếu cô ấy không lên giường, sau này tôi còn mặt mũi nữa sao?" Lôi Quân quét mắt nhìn đám người trong phòng. Tranh thủ thời gian tìm tung tích của cô ta, trước hừng đông phải kéo cô ấy lên giường của tôi. Trong phòng có rất nhiều người, Lôi Đình và người của võ quán cũng phải đứng ra. "Đại ca, không bằng chúng ta bàn bạc kỹ hơn, bây giờ lãnh băng băng có hạ thiên che chở, sợ rằng không dễ đắc thủ." Lôi Đình nhịn không được phải mở lời khuyên nhủ, đồng thời cũng rất lo lắng hơn nữa nếu để ông nội biết được với tính cách của ông sợ rằng sẽ khó tha thứ cho anh ông nội không bảo anh tìm cháu dâu sao anh đang tìm đây lôi quân không quan tâm vì vậy anh đang làm việc ông cần đêm nay anh phải ra tay nếu anh ra tay muộn hơn thì không còn cơ hội đợi đến lúc anh thành công thì ông còn có thể làm gì được nữa khi thấy lôi đình còn muốn nói thêm điều gì thì lôi quân bắt đầu mất kiên nhẫn lão nhị nhờ cậu làm chút chuyện mà cứ một mực khước từ khi cậu thành lập võ quán Lôi Đình anh đã ra tay giúp đỡ, bây giờ cậu không giúp sao? Nếu không phải anh đang bị thương, cậu nghĩ rằng anh sẽ cần cậu giúp sao? Đại ca, em chỉ lo lắng." Lôi Đình nói. "Đừng nói nhảm, tóm lại nhanh chóng sắp xếp, trước hừng đông phải nhìn thấy lãnh băng băng." Lôi Quân có vẻ mất kiên nhẫn. "Nếu có chuyện xảy ra thì anh chịu trách nhiệm, chú sợ gì?" "Được rồi, đại ca, em sẽ lập tức hành động." Lôi đình cuối cùng cũng đồng ý. Lãnh băng băng nằm trên giường, tuy tinh thần và thể xác rất mệt mỏi nhưng nàng cảm thấy rất khó ngủ. Sau một năm kể từ khi mẹ qua đời thì nàng thường xuyên mất ngủ, sau khi nàng làm cảnh sát thai chứng mất ngủ càng thêm nghiêm trọng, đêm nay phát sinh nhiều sự việc, tất nhiên nàng càng thêm khó ngủ. Những tiếng động liên tục vang lên, lãnh băng băng chợt sinh ra một xúc động muốn rời khỏi giường, nàng muốn biết hạ thiên đang làm gì nhưng cuối cùng cũng nhịn được, vì nàng nghi ngờ hắn đang cố gắng tạo ra âm thanh để dụ dỗ mình đi ra. Không biết trải qua bao lâu, những tiếng động bên ngoài cũng dần không còn, lãnh băng băng không khỏi ngáp một cái, cơn buồn ngủ dần kéo đến. Trong lúc mông lung, lãnh băng băng chợt nghe được vài động tính, nàng đột nhiên mở to mắt và phát hiện có một bóng đen đang đi lại trong phòng, vì vậy mà nàng chợt chấn động và bừng tỉnh. Ai? Lãnh băng băng sờ soạn khẩu súng trên đầu giường, nàng chỉa súng vào bóng đen nói mau, nếu không tôi nổ súng. Cảnh sát tỉ tỉ, sao chị thức dậy rồi? Một âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai, lãnh băng băng chợt buông lỏng, nàng thu súng rồi mở đèn, sau đó nhìn thấy Hạ Thiên với bộn dạng vô tội. Cậu vào đây từ đâu? Lãnh băng băng tức giận hỏi. Chỗ đó? Hạ Thiên chỉ chỉ cửa sổ. Cậu vào làm gì? Lãnh băng băng tiếp tục hỏi, trong lòng có chút căng thẳng. Trước nay dù là lời nói hay hành động của tên Lưu manh này cũng chiếm tiện nghi của nàng, nhưng cũng không có hành vi quá phận. Nàng cũng có một cảm giác với hắn, tuy Lưu manh rất đáng giận nhưng cũng không quá táo bạo, mà bây giờ hắn lợi dụng lúc nàng ngủ để mò vào từ cửa sổ, điều này làm nàng trở nên lo lắng. Lỡ may đêm nay Lưu manh ra tay cưỡng ép, như vậy nàng phải làm sao? Lãnh Băng Băng biết rất rõ, nếu Hạ Thiên thật sự muốn mạnh bạo thì nàng khó thể ngăn cản hắn. Lưu manh võ công quá lợi hại, nàng căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi đến giúp chị dọn phòng, căn phòng này quá lộn xộn, đồ vật vương vãi khắp nơi, sao tôi có thể để chị sống trong một căn phòng thế này được? Hạ Thiên nói thật, cậu đang dọn dẹp sao? Lãnh băng băng có chút sướng sờ, những tiếng động mình nghe được trước đó là người này đang giúp nàng thu dọn sao? Đúng vậy, cảnh sát tỉ tỉ, vì vậy tôi thừa lúc chị ngủ để dọn dẹp căn phòng này. Hạ Thiên gật đầu, Tôi đã dọn rồi, không cần cậu xem xét, ra ngoài ngay." Lãnh Băng Băng có chút trần trừ rồi nói. Hạ Thiên có chút buồn bực, cảnh sát tỷ tỷ sao thức dậy đúng lúc như vậy? Đúng là hắn vào đây giúp nàng dọn dẹp, nhưng hắn cũng tính toán dọn xong sẽ trực tiếp lên giường ngủ chung, nhưng bây giờ nàng đã tỉnh, hắn cũng không được ngủ cùng, đúng là xui xẻo. "Cảnh sát tỷ tỷ, có cần tôi mát xa đầu không? Như vậy chị sẽ ngủ mà không gặp ác mộng." Hạ Thiên suy nghĩ rồi mở miệng hỏi, chỉ cần cảnh sát tỷ tỷ đồng ý thì hắn có thể cho nàng đi vào trạng thái ngủ say, sau đó hắn sẽ ôm nàng ngủ cả đêm. Tất nhiên sáng mai hắn sẽ yêu cầu cảnh sát tỷ tỷ phải chịu trách nhiệm. Tôi thích nằm mơ không được sao. Lãnh băng băng tức giận nói, nàng tất nhiên có thể nhìn rõ tâm địa bất lương của Hạ Thiên. Tuy nàng đã thấy đối phương không lợi dụng lúc mình nằm ngủ để dở trò, nhưng bây giờ nàng cũng không muốn nằm ngủ cùng giường với hắn như trong khách sạn lần trước hạ thiên ngây người nhìn lãnh băng băng một lúc sau hắn mới nói một câu cảnh sát tỉ tỉ sở thích của chị quá đặc biệt cậu ra ngoài nhanh lên tôi còn phải ngủ lãnh băng băng trừng mắt nhìn hạ thiên nàng lại tiếp tục đuổi người hạ thiên đi về phía cửa sổ hắn chuẩn bị nhảy xuống đúng lúc này điện thoại vang lên hạ thiên cậu đến mau bên ngoài có rất nhiều người bọn họ đang xô cửa cũng không biết muốn làm gì điện thoại vừa nối thông thì vang lên âm thanh kinh hoàng của tôn hinh hinh chị hinh đừng sợ tôi sẽ đến ngay hạ thiên cũng không cúp điện thoại hắn nhảy xuống khỏi cửa sổ lãnh băng băng chợt ngẩn ngơ có chuyện gì xảy ra sao lãnh băng băng đang nghi hoặc thì hạ thiên lại nhảy lên cửa sổ hắn dùng một tay ôm lấy nàng rồi nhảy xuống cậu làm gì vậy mau buông ra lãnh băng băng cảm thấy rất khó hiểu nàng kêu lên rất tức giận hạ thiên vừa chạy vừa giải thích cảnh sát tỉ tỉ chị hinh xảy ra chuyện tôi phải đi giúp nhưng tôi cũng đã đồng ý sẽ bảo vệ chị cũng không thể bắt chị phải ở đây một mình vì vậy tôi quyết định đưa chị cùng đi tìm chị hinh cậu buông tôi ra tôi lái xe đưa cậu đi lãnh băng băng vừa tức vừa buồn cười người này muốn ôm nàng chạy đi tìm tôn hinh hinh sao cảnh sát tỉ tỉ tôi chạy bộ nhanh hơn hạ thiên càng chạy nhanh lãnh băng băng chỉ cảm thấy bên tai vang lên tiếng gió o o, những ngôi nhà cao tầng hai bên đường lóe lên, sau đó nàng thấy mình vượt qua vài chiếc xe. Đến lúc này nàng đã không còn gì để nói, người này đúng là không phải người, ôm nàng chạy còn nhanh hơn cả xe hơi. Đúng lúc này trong một chiếc xe ở tiểu khu cảnh huyền đang có một đoạn đối thoại. Anh lôi đình, sao tiểu tử kia còn chưa đi ra? Một thanh niên hỏi. Không biết, chẳng lẽ tôn hình hình không gọi điện thoại cho hạ thiên yêu cầu giúp đỡ lôi đình khẽ nhíu mày anh lôi đình anh em bên kia nói có nghe tôn hình hình điện thoại cho hạ thiên một tên khác ngắt lời kỳ quái như vậy sao hạ thiên còn chưa đi ra lôi đình rất mê hoặc bọn họ đang nhìn chằm chằm vào cửa chính nhà lãnh băng băng nhưng nãy giờ không có ai chạy ra anh lôi đình bây giờ chúng ta ra tay được chưa tên thanh niên trước đó đã hỏi lại tiếp tục thăm dò. Ra tay cái gì, các người đánh thắng hạ thiên sao? Lôi đình dùng ánh mắt tức giận nhìn người này, nếu không phải dùng kế rượu hổ ly sơn thì chuyện đêm nay khó thể thành công. Tất cả mọi người đều trầm mặc. trước đó đám này đều bị hạ thiên cho ăn đòn, tất nhiên biết rõ sự lợi hại của hạ thiên. Anh lôi đình, có nên dứt khoát cho đám anh em bên kia bắt tôn hình hình đi không? Một lát sau lại có tên đề nghị. Bắt tôn hình hình đi, sau đó điện thoại cho Hạ Thiên, em cũng không tin khi đó Hạ Thiên còn ở đây. Được rồi, điện thoại cho chúng nó, bảo chúng nó bắt Hạ Thiên kéo về võ quán. Lôi đình suy nghĩ rồi đưa ra quyết định, bắt một người hay hai người cũng đều là bắt cóc, đã quyết định bắt cóc lãnh băng băng thì bắt cóc thêm tôn hình hình cũng không sao. Chỉ cần bắt cóc lãnh băng băng thành công, dù bắt thêm hai tôn hình hình cũng được. chương 199, trả lại viên đạn cho anh. Hạ Thiên chạy như điên mà vẻ mặt chợt biến đổi, ngay sau đó hắn chạy theo một hướng khác. Tôn Hinh Hinh không phải ở trong học phủ danh uyển sao? Cậu phải chạy về phía bên kia mới đúng. Vừa rồi Hạ Thiên mới khựng lại đã làm lãnh băng băng nhận biết được vị trí, vì vậy mà không khỏi nhắc nhở hắn một câu. Đám khốn kiếp kia đã bắt chị Hinh. Trong giọng nói của Hạ Thiên mang theo sự tức giận, buồn cười thật, vợ hắn lại bị người ta bắt đi, lúc này dù là ai cũng chết chắc. Trong võ quán lôi đình, một đám đàn ông dùng ánh mắt như hổ đói nhìn tôn hinh hinh. Người phụ nữ này quá mê người. Sau khi được hạ thiên cầy sới không mệt mỏi thì tôn hinh hinh ngày càng quyến rũ, một mùi hương say lòng người bùng ra, dù nàng đổ ra khá nhiều mồ hôi nhưng hương thơm vẫn nồng, người ngoài có thể ngửi được. Lúc này mỗi cái nhân mày mỗi biểu cảm đều làm người ta cảm thấy quyến rũ vô hạn. Lôi quân cũng đang nhìn chằm chằm vào hạ thiên, trong mắt đầy dâm tục, hắn chật chật tán thưởng. Rất tốt, đúng là rất tốt tôi đã tán gái rất nhiều nhưng xinh đẹp thế này lại quá ít nếu so sánh với lãnh băng băng thì cô nàng này rõ ràng không kém đưa cô ta vào phòng của tôi mọi người chợt ngẩn ngơ quân ca lại vừa ý người phụ nữ này sao các người là ai tôn linh hình, hình lúc này mới tỉnh táo trở lại nàng đã điện thoại cho hạ thiên nàng biết chắc hắn sẽ tìm đến rất nhanh nàng chỉ cần kéo dài thời gian là được người đẹp còn chưa biết chúng tôi là ai sao một tên đã đến cửa hàng hoa vào lúc xế chiều tiến lên nói. Đây là võ quán lôi đình, vị này chính là quân ca, bây giờ quân ca vừa ý cô, đây là phúc phận của cô, cô nên phục vụ quân ca cho tốt. Anh đã quên bại trai tôi đánh anh thế nào rồi sao? Tôn Hinh Hinh nhìn đối phương, nàng cũng có ấn tượng với hắn. Tôi đã điện thoại cho cậu ấy, cậu ấy sẽ đến đây ngay thôi. Bạn trai của cô sao? Người kia cười ha hả. Người đẹp, cô nói hạ thiên sao bây giờ hắn đang được lôi đình ca quan sát rất kỹ hắn đang ở cùng với lãnh băng băng không biết có đang hoạt động trên giường hay không có lẽ cả hai đang sướng căn bản chưa có thời gian đi ra cô còn ở đây mà chờ đợi cậu ấy nhất định sẽ đến tôn hình hình nói bằng giọng khẳng định gương mặt cũng không khỏi có chút biến đổi khoảnh khắc này trong lòng nàng cũng có chút lo lắng chẳng lẽ hạ thiên thật sự đang ở cùng lãnh băng băng mà quên cứu mình tuy tôn hình hình tin hạ thiên nhưng trước nay nàng luôn mất tự tin với bản thân, nàng luôn cảm thấy mình không so sánh được với những người phụ nữ khác, ví dụ như Lãnh Băng Băng. Vì vậy lúc này nàng cũng khó tránh khỏi những suy nghĩ nguyên man. Đừng nói nhảm với cô ấy nữa, mau đưa vào phòng cho anh." Lôi Quân có chút mất kiên nhẫn, hôm nay hắn bị Lãnh Băng Băng bắn hai phát đạn, hắn đã nén giận khá lâu, bây giờ nhu cầu cấp bách là phát tiết. Khi thấy một đại mỹ nữ hại dân hại nước như Tôn Hinh Hinh thì hắn không thể nào nhịn được không thể không nói lôi quân là một tên cực phẩm, hắn bị thương như vậy mà vẫn còn muốn chơi đùa với phụ nữ. Chưa nói đến vấn đề tìm phụ nữ, hơn nữa còn muốn cưỡng gian, dù là người của võ quán lôi đình cũng cảm thấy lôi quân không bình thường. Nhưng lúc này bọn họ cũng không dám cãi lời lôi quân, vì bọn họ đều biết, tuy lôi đình là chủ của võ quán nhưng lôi quân mới chính thức là đại ca. Hai người đi về phía tôn hình hình chuẩn bị kéo đi, đúng lúc này cửa võ quán vang lên một tiếng động lớn, một chiếc xe con phóng thẳng vào võ quán. két két. xe phóng thẳng đến trước mặt tôn hình hình rồi thắng gấp. cửa xe mở ra, tên mập hô lớn. đại tẩu, lên xe nhanh. tôn hình hình bị những biến đổi kinh người này làm cho ngây người nhưng cũng kịp phản ứng. nàng vội vàng chui vào trong xe. đúng lúc này người của võ quán cũng có phản ứng. hai người phóng về phía chiếc xe, cả hai vung tay chém dao xuống lốp xe. âm um vài quả cầu sắt trực tiếp rơi lên kính xe lúc này kính xe cũng vỡ nát thiên tẩu kiệt ca mau xuống xe hắc tam đang lái xe cũng phải mở cửa phóng xuống xe đã không thể nào chạy được nếu còn ở lại thì chắc chắn sẽ cùng chết rúm báo ca hắc tam giống lên với bên ngoài ngay sau đó hắn ngồi xuống rút dưới đáy xe ra một thanh đao dài đúng lúc này có hai người võ quán lôi đình đánh đến hắc tam bổ đao không chút do dự anh em đánh chết mẹ tụi này đi Đinh Báo cũng cầm đao trên tay dẫn theo vài chục tên phóng vào mà trên tay đám đàn em cũng cầm mã tấu sáng loáng tất cả đều phóng về phía đám người võ quán lôi đình đám người võ quán lôi đình cũng nhanh chóng đi tìm hàng dù võ công có cao cường cũng khó chơi lại đao kiếm hơn nữa võ công của bọn họ cũng không cao chẳng qua chỉ mạnh hơn người bình thường bọn họ cũng không dám tay không liều mạng với đám giang hồ cầm dao búa Á à, một tên phát ra tiếng rên thảm thiết trên tay chúng đau trong miệng không nhịn được mắng lớn chú ý đám khốn nạn này điên hết rồi chúng liều mạng không sai đám người này hoàn toàn liều mạng căn bản không né tránh chỉ cần nhìn thấy người võ quán lôi đình là chém giết ra tay không lưu tình chém cũng không cần nhìn vị trí không chọn bộ vị không nguy hại đến tính mạng đám khốn nạn này là tội phạm bắt cóc chém chết cũng không sao tên mập kêu to không cần sợ bị thương đại ca là thần y chỉ cần còn thở là đại ca còn chữa được tên mập thật ra cũng không biết hạ thiên có thần kỳ như vậy hay không chẳng qua chỉ nghe nói y thuật của hạ thiên rất lợi hại mà thôi nhưng lúc này những lời nói của hắn tuyệt đối có tác dụng không sợ kẻ bình thường chỉ sợ đám liều mạng khi gặp phải đám điên không muốn sống thì có mấy người không sợ vì vậy đám người võ quán lôi đình đã có không ít tên phải sợ hãi đùng một tiếng súng vang lên làm mọi người chợt kinh hoàng tình cảnh hỗn loạn chợt khựng lại hắc tam kêu lên một tiếng đau đớn mã tấu rơi xuống đất bàn tay trái chụp lấy cánh tay phải máu tươi từ bên trong tuôn ra rõ ràng đã bị trúng đạn chém đi chém nữa đi ông bắn chết chúng mày lôi quân dùng súng chĩa vào đám người đinh báo đám côn đồ chúng mày dám đấu với ông sao ông đã từng giết người còn khủng bố hơn chúng mày nhiều lôi quân vừa dứt lời thì cảm nhận được một luồng uy hiếp khủng bố kéo đến trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng người Hắn lập tức lui ra phía sau theo bản năng. Nhưng dù sao hắn cũng vừa bị thương, độ linh hoạt không bằng trước kia, tay phải chợt truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, tiếng xương vỡ vang lên, hắn biết lần này xương tay đã vỡ. Mày là thằng ngu dám bắt cóc vợ tao sao? Một giọng nói truyền vào tai, Lôi Quân phát hiện một khẩu súng chĩa vào người mình, súng của hắn đã nằm trên tay của đối phương. Cầm súng là một tên thanh niên tướng mạo tầm thường bên cạnh hắn lại chính là một nữ cảnh sát quen thuộc với lôi quân, là lãnh băng băng. Thiên ca đến rồi. Trong võ quán lôi đình chợt vang lên tiếng hoan hô ẩm trời. Đại ca. Tên mập vội vàng chạy đến. Hạ thiên. Tôn hình hình uất ức phóng đến, nàng nhào vào lòng hạ thiên. Khoảnh khắc này lôi quân biết rõ đối phương là hạ thiên, hắn đã được nhắc đến cái tên này rất nhiều lần trong tối hôm nay, nhưng bây giờ hắn mới thật sự được đối mặt đối phương. Chị Hinh, không có gì em sẽ lập tức xử lý đám ngu mốc này hạ thiên an ủi tôn hinh hinh hắn quét mắt nhìn tất cả đám người võ quán lôi đình sau đó lại dùng tay chỉ mày cả mày ba người chúng mày bắt cóc vợ tao cả mày nữa mà dám dùng tay chạm vào người vợ tao bốn đứa chúng mày chết chắc hạ thiên còn chưa dứt lời thì ngón tay đã búng ra bốn điểm sáng phóng về phía bốn người bốn người kia ngã xuống không một tiếng động hạ thiên hắc tam trúng đạn rồi cậu có nên xem xét vết thương cho cậu ấy không? Tôn Hình Hình nhắc nhở, thật ra trước đây Tôn Hình Hình thấy Đinh Báo và Hắc Tam đều là côn đồ nên chẳng có bao nhiêu cảm tình, vì nàng cảm thấy đám người này cùng một loại với Trương Đại Trụ. Nhưng lúc này đám người kia liều mạng đến cứu nàng, điều này làm nàng thay đổi cách nhìn. Dù nàng biết đám người kia đến vì Hạ Thiên, nhưng dù là nguyên nhân gì, bọn họ cũng đến cứu nàng, điều này đủ để nàng cảm kích, trên đời này có bao người có thể chính thức quên sống chết vì nàng chứ thiên tẩu, tôi không sao, tự mình đến bệnh viện là được. Hắc Tam vội vàng nói. Hạ thiên buông tôn hình hình ra, hắn đi về phía Hắc Tam, trên tay chợt xuất hiện một cây ngân châm. Buông tay ra. Hạ thiên nói với Hắc Tam. Hắc Tam vội vàng buông tay trái đang chụp lấy vết thương, ngân châm trong tay Hạ thiên nhanh chóng đâm xuống bên cạnh vết thương, hiệu quả chợt xuất hiện ngay lập tức, vết thương đã không còn xuất huyết. Tình cảnh thần kỳ như vậy không những làm cho đám tiểu đệ bên phía Hạ Thiên cực kỳ hưng phấn, đám người võ quán Lôi Đình cũng trợn mắt há mồm. Thiên ca đúng là thần. Đúng vậy, Kiệt ca nói không sai, Thiên ca thật sự là thần y. Chúng ta thật sự có phúc, sau này bị chém thì tranh thủ đến tìm Thiên ca. Hừ, đừng cho rằng mình sẽ bị chém, Thiên ca hùng mạnh như vậy, chúng ta bị chém sẽ làm anh ấy mất mặt. Một đám người liên tục tán thưởng. Những việc làm thần kỳ của Hạ Thiên còn chưa dứt, hắn thu hồi ngân châm, hai ngón tay đặt hai bên vết thương của Hắc Tam rồi dùng lực, một chấm đen từ bên trong bắn ra, đúng là đầu đạn. Hạ Thiên dùng tay kẹp đạn, ngay sau đó hắn chợt vung tay, đầu đạn hóa thành một điểm đen phóng về phía Lôi Quân như tên bắn. Lúc này Hạ Thiên cũng quay đầu nhìn Lôi Quân rồi lười biếng nói: "Viên đạn này anh bắn ra, vậy tôi trả lại cho anh." "Á?" Lôi Quân rên lên một tiếng thảm thiết. Đột nhiên chân hắn mềm nhũn rồi quỳ một chân xuống đất, không thể đứng thẳng người lên. Viên đạn vừa rồi đã ghim chặt vào xương đầu gối của hắn. "Này, quỳ xuống làm gì?" Hạ Thiên nhìn Lôi Quân với vẻ mặt mê man. "Có yêu cầu gì sao? Cầu xin tha thứ cũng không thể dùng được, tôi rất xem thường loại đàn ông cầu xin, nếu anh đứng lên thì tôi sẽ bỏ qua cho, nếu tiếp tục quỳ như vậy thì còn lâu." "Cầu con bà mày, chẳng phải chỉ là chết thôi sao?" Ông không sợ Lôi quân nổi giận mắng, hắn khẽ nghiêng người rồi dứt khoát ngồi xuống, hắn có thể chết ngồi chứ không chết quỳ. chương 200, chết tâm phục khẩu phục. Lôi quân, anh thật sự đã bôi nhỏ tất cả quân nhân. Lãnh băng băng cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, nàng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao trong quân đội lại có một nhân vật coi trời bằng vung như lôi quân. Phi, sao ông lại bôi nhỏ quân nhân? Ông lập được hai quân công hạng nhất, năm lần quân công cấp 2 khi ông đánh giết thì cô còn không biết đang nằm dưới người thằng đàn ông nào lôi quân nói với vẻ mặt khinh thường bây giờ ông chơi gái không được sao sau khi ông liều chết thì không được phát tiết sao lôi quân anh lập được quân công là một chuyện phạm tội là một chuyện khác dù có nhiều công lao cũng không được phạm tội càng không thể cưỡng hiếp phụ nữ lãnh băng băng tức giận nói dù anh thật sự muốn phụ nữ thì không biết dùng phương pháp đường hoàng sao anh đã lợi hại như vậy mà không tìm được người phụ nữ của mình sao? Tôi thích cưỡng đoạt không được sao? Lôi quân gầm lên với lãnh băng băng. Còn bà mày chứ thủ đoạn chính quy, dù tao có lợi hại cũng chỉ là một quân nhân. Ông nội của tao có lợi hại không? Nhưng có được bao nhiêu tiền? Cha tao khi còn trẻ đã là sư trưởng, nhưng thế thì sao? Vẫn không có tiền, còn tao, tao vất vả lắm mới sóng sót quay về. Người phụ nữ tao yêu lại theo một thằng côn đồ, là một thằng khốn mở quán bar, cũng vì nó có tiền hơn tao, rõ ràng tao thua kém một thằng côn đồ. Có lẽ vì bị thương mà trạng thái tinh thần của Lôi Quân rất hỗn loạn, hắn càng nói càng tức giận. Nhà người ta có quyền thường có tiền, còn nhà chúng tôi, ngoài thanh danh thì chẳng có gì, ông nội tôi chính trực, muốn sống như vậy cả đời, nhưng tôi thì đã cảm thấy quá đủ rồi, năng lực của tôi mạnh hơn kẻ khác, vì sao không được tốt hơn đám khốn kiếp kia? Ông nội tôi cũng hiến dâng cả đời cho quốc gia, không được hưởng thụ Trước kia tôi cũng ngu ngốc theo chân bọn họ, bây giờ tôi đã nghĩ thông, đòi tiền phải có tiền, người phụ nữ tôi vừa ý phải cướp đoạt. Lôi quân, anh điên thật rồi. Lãnh băng băng không nhịn được phải nói. Dù anh từng chịu nhiều uất ức nhưng cũng không nên cực đoan như vậy, anh không những bôi nhỏ quân đội, còn bôi nhỏ cả danh dự của ông cha mình. Lãnh băng băng, tôi không cần cô phải dạy bảo. Lôi quân hừ một tiếng. Cô cứ chờ đấy, một ngày nào đó tôi sẽ cho cô phải lên giường ngu ngốc, chết đến nơi mà còn muốn cướp vợ tôi. Hạ thiên đá vào ngực lôi quân. Không phải anh chỉ có hai lần quân công hạng nhất sao? Như vậy có gì hơn người? Tam sư phụ của tôi nói mỗi năm ít nhất lập được vài chục quân công hạng nhất, nếu gom tất cả quân công lại thì phải nói là vô số. Lôi quân phun ra một ngụm máu. Thối lắm, màu tưởng lập quân công là ăn cơm sao? Tao muốn có quân công cấp 2 đã phải liều mạng, còn bà nó mà còn nói một năm vài chục quân công hạng nhất, mày tưởng tất cả đều là thằng ngu sao? Anh không có bản lĩnh thì đừng nghĩ người khác cũng như mình. Hạ Thiên nói với vẻ mặt khinh thường. Đại sư phụ nói những người đàn ông tìm vợ mà dùng sức cưỡng đoạt thì đều là phế vật. Anh xem tôi có bao giờ dùng sức tìm vợ chưa, dù cướp vợ của người khác cũng dùng phương pháp quang minh chính đại. Lãnh băng băng không khỏi chừng mắt nhìn Hạ Thiên, phương pháp của người này mà quang minh chính đại sao? Suốt ngày cứ quấn chặt lấy người ta trước nay chưa từng có kẻ nào dám nói tao không có bản lĩnh tao không bị thương thì có thể xử lý mày lôi quân nổi giận mắng hắn không sợ chết nhưng không thể tiếp nhận nhục nhã khoác lác vậy tên mập không nhịn được phải xen vào một câu dù mày không bị thương cũng chẳng phải là đối thủ của thiên ca tâm mồm ông đang nói chuyện mày không có phần lôi quân gầm lên với tên mập nếu tao không bị thương thì chỉ dùng một đầu ngón tay đắc có thể xử lý mày Tên mập rất khó chịu, bây giờ hắn là tiểu đệ của Hạ Thiên, cũng là người có thân phận, sao để đối phương khinh thường như vậy được. Tên mập đang suy nghĩ xem có nên lợi dụng lúc nhà cháy mà hôi của hay không thì ngoài cửa đã vang lên một âm thanh. "Lôi Quân, nếu anh đã có tự tin như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc thế nào?" Mọi người không tự giác được phải quay đầu nhìn lại, một người đàn ông cao lớn anh tuấn đi vào. Đối với Hạ Thiên thì người này không xa lạ gì, vì hắn chính là Diệp thiếu hùng diệp thiếu hùng con bà mày đến đây làm gì khi thấy diệp thiếu hùng thì lôi quân lại càng tức giận lôi quân tôi đến đây làm gì không quan trọng tôi chỉ có một lời đề nghị nếu anh cảm thấy mình khôi phục thương thế có thể đánh bại hạ thiên như vậy cứ đợi vết thương khôi phục sau đó sẽ luận võ với hạ thiên diệp thiếu hùng chậm rãi nói nếu anh thắng thì sự việc hôm nay coi như chưa từng phát sinh nếu anh thua thì nhất định phải tùy hạ thiên xử trí dù cậu ta bắt anh chết thì cũng phải ngoan ngoãn tự sát, anh thấy sao? Nếu ông không bị thương thì sao có thể thất bại được? Lôi quân nói với vẻ mặt khinh thường. Tốt, tao đồng ý luận võ, nhưng nếu tao thắng thì tiểu tử này cũng phải tùy ý bị xử lý. Diệp Thiếu Hùng quay sang hỏi Hạ Thiên. Hạ Thiên, cậu cảm thấy thế nào? Tên khốn này dám cho người bắt cóc chị Hinh, còn muốn cướp cảnh sát tỷ tỷ, tôi cảm thấy bây giờ xử lý luôn thì hay hơn. Hạ Thiên không có hứng thú với vấn đề luận võ, dù sao người này cũng không phải là đối thủ của hắn, luận võ làm gì? Hừ, đúng là hèn nhát, ông tưởng mày lợi hại, đây không phải lợi dụng lúc ông bị thương rồi ra tay sao? Lôi Quân dùng giọng khinh thường nói. Luận võ thì luận võ. Hạ Thiên nổi giận, tôi sẽ cho tên ngốc như anh chết tâm phục khẩu phục. Tốt, cứ quyết định như vậy. Diệp Thiếu Hùng tranh thủ thời gian nói. Lôi Quân trước khi luận võ anh phải đình chỉ tất cả những hành động nhằm vào hạ thiên kể cả những người có quan hệ với hạ thiên như lãnh băng băng và tôn hinh hinh anh không được quấy nhiễu bọn họ tôi nghĩ đây không phải là vấn đề gì lớn đấy chứ không có vấn đề nếu tiểu tử này thật sự lợi hại thì tất nhiên tao sẽ không động vào phụ nữ của hắn lôi quân đồng ý rất sảng khoái nơi đây vừa có chuyện gì xảy ra anh tự mình thu phục được chứ diệp thiếu hùng tiếp tục nói nói nhảm Diệp Thiếu Hùng, con bà nó sao mày rông dài vậy? Lôi Quân có chút mất kiên nhẫn. Chúng mày đều biến ngay cho tao, bây giờ tao đến bệnh viện, đến khi vết thương tốt lên tao sẽ đến tìm. Không cần đến bệnh viện. Hạ Thiên đến trước mặt Lôi Quân, hắn cầm lấy ngân châm đâm liên tục lên người đối phương. Sau 10 phút bận rộn thì hắn dừng lại. Ngày mai anh sẽ khôi phục lại, vì vậy ngày mai chúng ta sẽ luận võ. Hạ Thiên thu hồi ngân châm. Sau đó hắn dùng một tay ôm tôn hình hình, một tay kéo lãnh băng băng. Chúng ta đi thôi, để cho tên ngu ngốc này sống thêm một buổi, ngày mai sẽ đánh, để miễn cho hắn chết không nhắm mắt. Lãnh băng băng muốn nói gì đó nhưng không mở lời, nàng đi theo hạ thiên ra khỏi võ quán lôi đình. Mập, A à báo, đêm nay mọi người đã khổ cực, bây giờ cũng muộn rồi, về nghỉ ngơi trước đi. Tôn hình hình mở miệng nói với đám tiểu đệ. Vâng, đại tẩu. Vâng, thiên tẩu mọi người cùng lên tiếng rồi lui ra. Mười mấy chiếc xe phóng đi rất nhanh, khi đám người hạ thiên bỏ đi thì võ quán lôi đình chợt trở nên quạnh quẽ nhưng bên trong vẫn rất bề bột. Diệp Thiếu Hùng, mày còn chưa chịu đi sao? Lôi quân đã đứng lên, viên đạn trên đầu gối đã được hạ thiên lấy ra, tình trạng vết thương đã phục hồi hơn phân nửa. Lôi quân, sau khi anh rời khỏi quân khu đến cục cảnh sát tôi vẫn đi theo, tất cả những hành động của anh hôm nay đều được tôi thấy rất rõ ràng đáng lý tôi cũng không muốn nhúng tay nhưng khi thấy anh sắp vứt đi sinh mạng cũng nể mặt lôi lão nên tôi ra tay cứu anh một lần diệp thiếu hùng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lôi quân trước kia tôi rất tôn trọng anh bây giờ tôi lại xem thường anh không phải chỉ là một con đàn bà sao vì một con đàn bà mà rơi vào tình cảnh thế này à diệp thiếu hùng tao còn chưa đến mức để mày dạy bảo lôi quân tức giận nói anh nghĩ rằng tôi muốn dạy bảo anh sao diệp thiếu hùng có chút khinh thường chẳng qua tôi không muốn sự việc náo loạn quá lớn cũng không muốn anh bôi nhỏ thanh danh của lôi lão người phụ nữ của anh bỏ theo người khác bây giờ anh lại đi cướp người phụ nữ của kẻ khác sao trên đời này người lập quân công đếm không xuể có mấy người thích làm gì thì làm như anh cũng thuận tiện nói cho anh biết tôi đã báo cáo chuyện này cho lôi lão cảnh vệ của lôi lão cũng có mặt ở bên ngoài bây giờ anh đi mà giải thích với lôi lão về những hành vi vừa qua diệp thiếu hùng còn chưa nói dứt lời thì tần phong và tần viêm đã tiến vào hai người trực tiếp đi đến trước mặt lôi quân thiếu tá lôi thủ trưởng cho mời anh diệp thiếu hùng mày đúng là tiểu nhân lôi quân tức giận mắng lớn cuối cùng tôi nhắc anh một câu tôi chỉ có thể cứu anh trong lúc này ngày sau anh luận võ thất bại hạ thiên có thể cho anh sống hay không điều này phải dựa vào vận may của anh diệp thiếu hùng nói xong lời này cũng xoay người đi ra diệp thiếu hùng con bà nó, mày tưởng rằng tao nhất định sẽ thua sao?" Lôi Quân rất tức tối. "Đúng vậy, anh sẽ thua, nếu anh không tin thì cứ hỏi Tần Phong và Tần Viêm." Diệp Thiếu Hùng cũng không quay đầu, ngay sau đó đã khuất sau cửa ra vào. "Thiếu tá Lôi, nếu nói về võ công thì tôi và Tần Viêm không phải là đối thủ của Hạ Thiên." Tần Phong mở miệng nói. Lôi Quân chợt ngây người, "Tiểu tử kia thật sự lợi hại như vậy sao?" nhưng đối với lôi quân thì nan đề khó khăn nhất lúc này chính là đi gặp ông nội nên nói thế nào. Trong xe, Hạ Thiên dùng tay ôm tôn hình hình mà bên kia là lãnh băng băng. Tuy hắn được ôm tôn hình hình nhưng lãnh băng băng thì không cho ôm, vì vậy hắn không thể thực hiện ý nguyện trái ôm phải ấp. Thiên ca, thiên tẩu, cửa nhà đã bị phá, không bằng tôi đưa mọi người đi khách sạn nhé. Đinh báo lái xe phía trước mở lời đề nghị. Cũng tốt, tôn hình hình lập tức đón lời ngay sau đó nàng hỏi. Tiểu Linh đâu, cô ấy không sao đấy chứ? Thiên Tẩu, Tiểu Linh không sao, khi đám người kia phá cửa thì Tiểu Linh cũng điện thoại cho tôi, nhưng lúc đó anh em ở gần đó không nhiều, cũng không cản được bọn họ. Vì vậy chúng tôi cho người bám theo, nhưng anh em khác thì vội vàng chạy đến. Đinh Báo nói với vẻ mặt xin lỗi. Là chúng tôi vô dụng, làm Thiên Tẩu chịu uất ức. Không có gì, bọn họ cũng không làm gì được tôi. Đây là lần thứ hai tôn hình hình bị bắt cóc, so sánh với lần đầu tiên thì nàng có vẻ trấn tĩnh hơn rất nhiều. chương 201 là tôi hiểu sai. Tên lôi quân ngu ngốc kia ngày mai phải chết, mai tôi sẽ đánh bại hắn, cho hắn tự sát. Hạ Thiên rất tức tối. Lãnh băng băng phát hiện mình thường sinh ra xúc động muốn bắt Hạ Thiên, nhưng cuối cùng nàng vẫn nhẫn nhịn, vì nàng biết căn bản khó bắt được. Cũng không biết có ai thật sự trị được tên lưu manh này trong lòng lãnh băng băng không khỏi xuất hiện ý nghĩ này. Lôi quân kia tuy rất đáng giận nhưng nghe qua những lời nói vừa rồi thì cũng thấy rất đáng thương, anh ta liều mạng ở bên ngoài nhưng về nhà thì bạn gái đã chạy theo người khác. Tôn hình hình tâm địa thiện lương, vì vậy nàng có chút đồng tình với lôi quân. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu đàn ông bị phụ nữ bỏ mặc cũng không biết có bao nhiêu phụ nữ bị đàn ông vứt bỏ, nếu người nào cũng như lôi quân thì thế giới đã sớm rối loạn lãnh băng băng lại không đồng tình với lôi quân tôi thấy đầu óc của anh ấy có vấn đề đúng vậy dám cướp vợ tôi thì đầu óc có vấn đề hạ thiên tỏ vẻ tán thành lời nói của lãnh băng băng thiên ca anh muốn đến khách sạn nào đinh báo hỏi anh đã đến khách sạn khải duyệt một lần bây giờ đến đó đi hạ thiên nói xong còn hỏi lãnh băng băng cảnh sát tỉ tỉ chị thấy thế nào không liên quan gì đến tôi tôi sẽ về nhà mọi người cứ đến khách sạn mà ngủ. Lãnh băng băng tức giận nói. Cảnh sát tỷ tỷ muốn về nhà sao? Hạ thiên ngẩn người, ngay sau đó hắn nói với tôn hinh hinh. Chị hinh, chúng ta đến ngủ ở nhà cảnh sát tỷ tỷ. Tôn hinh hinh có chút trần trừ. Điều này cũng không tốt lắm. Không sao, giường của cảnh sát tỷ tỷ rất lớn, ba người cùng ngủ không có vấn đề. Hạ thiên giống như xem mình là chủ nhà. Lãnh băng băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu lại suy nghĩ viển vông gì vậy? Tôn Linh linh trợn mắt nhìn Hạ Thiên, tiểu sắc lang này hơi quá đáng, muốn ba người ngủ cùng giường, dù lãnh băng băng đồng ý thì nàng cũng không đáp ứng. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi chỉ nói giường của chị rất lớn, chưa nói sẽ cùng ngủ một chỗ, chị hiểu lầm rồi. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội, nhưng nếu cảnh sát tỷ tỷ muốn ngủ chung với tôi và chị Hinh, tôi sẽ không có ý kiến. Cậu! Lãnh băng băng chợt chán nản, lưu manh này có ý nghĩ xấu xa mà không dám thừa nhận, hơn nữa còn trả đũa nàng. Cảnh sát tỷ tỷ, không bằng chị ngủ chung với tôi và chị Hinh. Hạ thiên cười hì hì nói. Tốt, lãnh băng băng cắn răng nói, đêm nay nàng cùng ngủ với tôn Hinh Hinh, để lưu manh kia ngủ một mình. Tốt quá, cảnh sát tỷ tỷ không được đổi ý đấy. Hạ thiên ra vẻ rất vui sướng. Tôn Hinh Hinh có chút buồn bực. Cậu vui sướng như vậy làm gì? Chị Hinh, tất nhiên tôi phải vui sướng, mỗi đêm tôi để ngủ với chị, đêm nay chúng ta tiếp tục. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ, Hạ Thiên thường ngủ với nàng, lãnh băng băng bây giờ muốn ngủ cùng nàng, đây chẳng phải ba người cùng ngủ sao? Nói đi nói lại thì tiểu sắc lang kia cũng có ý nghĩ bậy bạ. Lãnh băng băng cũng rất tức tối, lưu manh đúng là hết thuốc chữa, không biết ngừng cợt nhả trong phút chốc sao. Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh theo lãnh băng băng về đến nhà thì đã đúng 2 giờ sáng. Lúc này Tôn Hinh Hinh đã sớm mệt mỏi dã rời, lãnh băng băng thường xuyên mất ngủ cũng không thể nhịn được, vì vậy nàng đưa Tôn Hinh Hinh vào phòng, sau đó nhốt Hạ Thiên ở ngoài. Vì đề phòng Hạ Thiên theo cửa sổ tiến vào nên lãnh băng băng cũng đóng cả cửa sổ lại. Mà kế hoạch, chúng mình ba đứa của Hạ Thiên cũng thất bại thảm hại, hắn có chút mệt mỏi, cũng không nghĩ biện pháp vào phòng lãnh băng băng, vì vậy nằm xuống ghế salon ở phòng khách. Hạ Thiên ngủ một giấc đến lúc Hừng Đông, mãi đến khi phòng khách có động tĩnh mới giật mình thức giấc. Hắn mở to mắt và nhìn thấy Lãnh Băng Băng. "Ủa, chẳng lẽ mình mộng du và cùng ngủ một phòng với cảnh sát tỷ tỷ sao?" Hạ Thiên có chút mơ hồ. "Cậu còn nằm mơ sao?" Lãnh Băng Băng thấy như vậy thì quát lên. "Mau đứng lên giúp hình hình dọn bữa sáng." "À, thì ra mình vẫn ngủ ở phòng khách." Hạ Thiên xoay người đứng lên, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lãnh băng băng. Cảnh sát tỉ tỉ, sao mắt chị thâm quầng như vậy? Tối qua mất ngủ nữa sao? Hạ Thiên cũng không đợi lãnh băng băng trả lời mà nói tiếp. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi biết ngay mà, chị không ngủ cùng tôi sẽ rất khó ngủ, sau này chúng ta nên ngủ chung. Lãnh băng băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng dứt khoát không quan tâm đến đối phương, nàng đi đến nhà bếp và ngồi xuống bắt đầu dùng điểm tâm. Hạ Thiên, mau đi rửa mặt. Tôn Hinh Hinh thúc giục. Chị Hinh, sao mắt chị cũng thâm quầng vậy? Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy không đúng, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi. Này, cảnh sát tỷ tỷ, tối qua chị và chị Hinh làm trò cả đêm sao? Không thể nào, cảnh sát tỷ tỷ, sao chị lại thích phụ nữ? Chưa nói đến vấn đề thích phụ nữ, hơn nữa còn cướp vợ của tôi. Phụt, Tôn Hinh Hinh phun sữa trong miệng ra ngoài, nàng dùng ánh mắt giở khóc giở cười nhìn Hạ Thiên. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Đồ lưu manh, cậu có vấn đề sao? Cậu mới là loại đồng tính. Lãnh Băng Băng cũng bị chọc tức, tối qua nàng không ngủ ngon vì luôn lo lắng nhìn về phía cửa sổ, nàng sợ Hạ Thiên sẽ lẻn vào. Dù nàng đã đóng cửa sổ nhưng vì lo lắng mà nửa ngủ nửa mê, một đêm thức tỉnh nhiều lần. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi không phải dân đồng tính, chị Hinh có thể chứng minh. Hạ Thiên dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Lãnh Băng Băng nhưng tối qua chị dám cùng chị Hinh làm loạn, hơn nữa còn không thích một người cực kỳ đẹp trai như tôi, vì vậy tôi cảm thấy chị rất lạ. Hạ Thiên, cậu đừng nói bậy, tối qua vì lạ giường nên tôi không ngủ được. Tôn Hinh Hinh sẳng giọng. Hạ Thiên thở dài một hơi. Chị Hinh, thì ra là vậy, tôi biết rồi, cảnh sát tỉ tỉ nghĩ đến tôi, chị cũng muốn tôi, vì vậy cả hai đều mất ngủ. Nguồn, https2.gạch chéo gạch chéo tiuyenfull.vn chỉ có quỷ mới nhớ cậu. Lãnh băng băng tức giận mắng một câu, nếu nói nghiêm túc thì tối quá nàng thật sự nghĩ đến Hạ Thiên, nhưng chỉ nghĩ xem hắn có mò đến cửa và lẻn vào hay không. Mau đi đánh răng rửa mặt. Tôn hình hình trợn mắt nhìn Hạ Thiên, nàng gắt giọng. Lúc này Hạ Thiên mới không còn những suy nghĩ rối loạn, hắn nhanh chóng làm vệ sinh, sau đó nhanh chóng đến dùng điểm tâm. Tôn hình hình làm ba phần điểm tâm, cuối cùng nàng và lãnh băng băng ăn một phần, hai phần còn lại đều vào bụng hạ thiên hơn nữa hắn ăn xong vẫn còn chưa no bộ dạng giống như sẽ ăn cả phần của lãnh băng băng và tôn hinh hinh đúng lúc này điện thoại chợt vang lên ông xã điện thoại kia hạ thiên cầm điện thoại lên xem người điện thoại đến là diệp thiếu hùng vì vậy hắn nhấn nút nghe và hỏi diệp đại ca có chuyện gì thế hạ thiên thương thế của lôi quân đã rất tốt không phải hôm nay cậu sẽ luận võ với hắn à Diệp Thiếu Hùng nói, địa điểm luận võ đã chuẩn bị xong, khi nào cậu đến? Nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên ước gì có thể nhanh chóng làm xong chuyện này, tất nhiên hắn sẽ không chối từ. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đón cậu. Diệp Thiếu Hùng hỏi, tôi ở nhà cảnh sát tỷ tỷ, số 13 khu cảnh huyền. Hạ Thiên trả lời, được, chờ tôi 5 phút. Diệp Thiếu Hùng rõ ràng đang ở cách đây không xa hạ thiên cúp điện thoại thì nhìn lãnh băng băng và tôn hinh hinh chị hinh cảnh sát tỉ tỉ tôi phải đi tỉ võ với lôi quân ngu ngốc mọi người có đi không đi lúc này hai người đồng thanh nói năm phút sau diệp thiếu hùng chạy đến một chiếc xe màu đen hạ thiên cũng đã dẫn theo tôn hinh hinh và lãnh băng băng đứng chờ ở cổng lãnh băng băng trực tiếp ngồi xuống ghế lái phụ vì nàng biết nếu cứ ngồi cùng sẽ bị hạ thiên chiếm tiện nghi thôi thì ngồi xa tốt hơn Xe nhanh chóng rời khỏi khu cảnh huyền, Diệp Thiếu Hùng đột nhiên hỏi. Hạ Thiên, nếu cậu thắng lôi quân, cậu sẽ xử lý thế nào? Sẽ cho hắn chết. Hạ Thiên nói không cần nghĩ ngợi. Thật ra lôi quân tuy hành động không quang minh chính đại nhưng còn chưa đến mức đáng chết. Diệp Thiếu Hùng nói rất tùy ý. Lôi lão đã quyết định sau khi luận võ sẽ đưa lôi quân đến tòa quán quân sự. Vì vậy cậu cũng không cần cho hắn chết. Hắn còn có rất nhiều ưu điểm anh ta bắt cóc vợ tô, muốn cướp cảnh sát tỷ tỷ, tôi mặc kệ anh ta, nếu không người khác sẽ cho rằng tôi dễ ức hiếp. Hạ Thiên dùng giọng không cho là đúng nói. À, người này rất có năng lực, chết cũng đáng tiếc. Diệp Thiếu Hùng ra vẻ cảm khái. Thật ra, Hạ Thiên, tôi cảm thấy cậu thu phục hắn mới có lợi. Có lợi gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Sau khi lôi quân bị đả kích vì chuyện của người yêu thì lén lút thăm dò hắc đạo, tất nhiên chính hắn không nhúng tay, Tất cả đều cho sư đệ Lôi Đình ra mặt, hắn tìm vài tên bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ để hỗ trợ Lôi Đình, vì vậy mà thế lực phát triển mạnh. Lúc này trong hắc đạo giang hải thì Lôi Đình cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Thiếu Hùng nói đến đây thì không khỏi nhìn Lãnh Băng Băng. "Đội trưởng Lãnh, cô cũng nghe thấy vấn đề này chứ?" "Cũng đã nghe nói." Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. "Hạ Thiên, bây giờ cậu đã đắc tội với rất nhiều người, vì vậy bên cạnh cần có người trợ giúp." Ví dụ như Tôn Hình Hình bị bắt cóc tối qua, bây giờ đám thủ hạ của cậu căn bản không thể ngăn cản, nhưng nếu có đám người lôi quân thì rất ít người có thể uy hiếp được người thân của cậu. Dù sao một người cũng khó thể bảo vệ tất cả. Diệp Thiếu Hùng tiếp tục nói. Hơn nữa lôi quân dù sao cũng là người của lôi gia, lôi lão rất coi trọng hắn, nếu cậu thật sự thu phục được lôi quân, cậu sẽ gián tiếp có quan hệ với lôi gia. Diệp Thiếu Hùng dừng lại một chút rồi bổ sung. Hạ Thiên, Tóm lại cậu phải suy nghĩ thật kỹ, đối với tôi thì giết lôi quân không phải lựa chọn tốt, hơn nữa lôi quân cũng không đến mức đáng chết. chương 202, đấu súng. Tôi cảm thấy người có nhiều thứ đáng chết, bắt cóc chị Hinh, cướp cảnh sát tỷ tỷ, chỉ vì tiện là một trong số đó cũng đủ cho hắn chết vài lần. Hạ Thiên đã có ý nghĩ của mình. Người này có lẽ cũng có chút bản lĩnh, miễn cưỡng cũng đủ làm tiểu đệ của tôi, nhưng nếu cứ tiếp nhận một tiểu đệ có ý với vợ mình, như vậy là không an toàn. Diệp Thiếu Hùng thở dài, hắn phát hiện muốn thay đổi ý nghĩ của Hạ Thiên thật sự rất khó, nhưng hắn cũng không muốn sự việc phát triển đến mức không chết không thôi. Lôi Quân không đáng chết chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân quan trọng nhất chính là không muốn Hạ Thiên kết oán với Lôi gia. Ngay sau đó Diệp Thiếu Hùng cũng không tiếp tục thuyết phục Hạ Thiên thay đổi ý kiến, 10 phút sau xe chạy vào quân khu, sau đó chạy thêm vài phút, qua vài trạm kiểm soát, cuối cùng đi đến một trường bắn Lộ Thiên. Hạ Thiên xuống xe và lập tức phát hiện trường bắn rất rộng nhưng bây giờ còn rất quạnh quẽ, một trường bắn rộng rãi chỉ có vài người. Nếu nói một cách cụ thể thì bên trong tổng cộng có 6 người, trong đó có 5 người hắn đã từng gặp, là lôi quân hôm nay sẽ luận võ, là Tần Phong và Tần Viêm tối qua đến quấy giày bữa tối của Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng, còn có lôi đình bị đánh như đá bóng ở cửa hàng Hoa Hinh Hinh, cuối cùng là lôi vũ phải chịu trừng phạt đau đớn. Quái lạ, không phải anh đang lăn lộn trong đau đớn à? sao lại xuất hiện ở đây? Hạ thiên phóng lên đi đến trước mặt lôi vũ, hắn dùng giọng kinh ngạc hỏi. Lôi vũ vô thức lui về phía sau một bước, những đau đớn ngày hôm qua vẫn được hắn khắc cốt ghi tâm, bây giờ vẫn rất mới mẻ, vì vậy hắn cực kỳ sợ hãi với kẻ khởi sướng là hạ thiên. Cậu là hạ thiên sao? Một âm thanh hùng hậu truyền đến. Hạ thiên quay đầu nhìn lại, hắn nhìn về phía một ông lão dâu tóc bạc trắng duy nhất không quen mặt trong sáu người, hắn khẽ gật đầu đúng vậy tôi là hạ thiên hạ trong xuân hạ thu đông thiên trong thiên hạ đệ nhất thiên tôi là lôi trấn thiên tên của chúng ta cùng có chữ thiên ngược lại coi như có duyên phận giọng nói của ông lão rất trầm bổng lôi quân là cháu của tôi lúc này tôi xin lỗi về những chuyện lôi quân đã làm vào tối qua à thế thì không cần lôi quân làm chuyện ngu ngốc không liên quan gì đến ông vì vậy ông cần xin lỗi cho anh ấy hạ thiên thuận miệng nói hạ thiên cậu nói ai ngu ngốc. Lôi quân rất căm tức. Nói anh, anh không nghe thấy sao. Hạ thiên rất buồn bực. Lỗ tai của anh có vấn đề à? Cậu! Lôi quân muốn nói thêm điều gì đó, đúng lúc này lôi chấn thiên đột nhiên quát lên. Lôi quân, cháu câm mồm ngay, bây giờ không đến lượt cháu nói chuyện. Lôi quân ngoan ngoãn im lặng, dù hắn không sợ trời sợ đất nhưng lại sợ lôi chấn thiên. Lôi lão! diệp thiếu hùng lúc này mới đến chào hỏi lôi trấn thiên chào lôi lão lãnh băng băng cũng tiến lên bắt chuyện với lôi trấn thiên lôi trấn thiên lộ ra nụ cười ôn hòa lão nhìn lãnh băng băng cô là tiểu cô nương lãnh băng băng sao có gan lớn đúng vậy rất tốt đáng tiếc lại làm cảnh sát nếu tham gia quân ngũ thì chắc chắn có tương lai lôi lão bây giờ là thời bình làm cảnh sát sẽ phục vụ nhân dân tốt hơn Diệp Thiếu Hùng ở bên cạnh nói. Lôi Trấn Thiên gật đầu. Thiếu Hùng nói đúng, rõ ràng ông lão như tôi nhìn quá hẹp. Hạ Thiên, cậu làm gì vậy? Lôi quân đột nhiên quát lên trói tai, cũng vì vậy mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hạ Thiên. Khi mọi người nhìn thì thấy Hạ Thiên đang cầm tay lôi vũ, vẻ mặt lôi vũ cực kỳ hoảng sợ. Vẻ mặt lôi Trấn Thiên trở nên khó coi, lão không khỏi nhớ lại lời nói của Lâm Tử Hào, chẳng lẽ Hạ Thiên thật sự không buông tha lôi vũ, bây giờ muốn ra tay với lôi vũ sao nhưng lôi trấn thiên là người gặp qua nhiều sóng to gió lớn vì vậy lúc này lão rất chấn định tỏ ý để lôi quân không nên có hành động thiếu suy nghĩ lôi trấn thiên chậm rãi mở miệng nói hạ thiên tôi biết rõ lôi vũ đắc tội với cậu nhưng nó cũng đã nếm qua hương vị khổ sở cậu cũng nên rộng lượng một chút bỏ qua những mâu thuẫn trước đây được không tên khốn kia lại xuất hiện hạ thiên buông lỏng tay lôi vũ hắn tức giận mắng một câu hạ thiên cậu nói người nào diệp thiếu hùng cảm thấy rất khó hiểu diệp đại ca là tên khốn kiếp âm y môn trước kia đã thiếu chút nữa hại chết ông nội của anh hạ thiên rất tức tối người này chuyên phá hoại chuyện tốt của tôi lần này nếu tìm được hắn thì lập tức xử lý vẻ mặt diệp thiếu hùng không khỏi biến đổi hạ thiên cậu nói tên trước đó hại ông nội của tôi bây giờ lại hại lôi vũ sao cũng không phải là hại hạ thiên nhìn lôi vũ hắn có chút mất hứng. Người này vốn phải chịu đau đớn nhưng bây giờ bị tên kia phá hoại, không thể nào tiếp tục chịu đau đớn được nữa. Diệp Thiếu Hùng lại sướng sờ. Hạ Thiên, ý của cậu là, tên hại ông nội tôi đã cứu lôi vũ. Cũng không tính là cứu. Hạ Thiên nhìn lôi vũ. Này, tôi hỏi anh, có phải một tên khốn họ âm đã châm cứu cho anh không? Sao, sao cậu biết? Gương mặt ngăm đen của lôi vũ giống như lại càng đen hơn. Tần Phong và Tần Viêm cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai nhìn về phía Lôi Chấn Thiên. "Hạ Thiên, y thuật của cậu rất cao, tối qua Lôi Quân bị thương nặng nhưng bây giờ đã khôi phục lại, điều này tôi chưa từng thấy ai làm được." Lôi Chấn Thiên chậm rãi nói. "Nhưng y học nên dùng để cứu người, không phải dùng để hại người, điều này người dạy cho cậu cũng phải nói rồi chứ?" Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó hắn lắc đầu. "Đại sư phụ của tôi không nói điều này." ông ấy chỉ nói học y có thể kiếm tiền, cũng có thể tán gái. Lãnh băng băng ở bên cạnh lập tức giật mình, thì ra đám sư phụ của tên Lưu Manh không có kẻ nào tốt, hèn gì dạy ra một tên khốn không ra gì như thế này. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến lôi chấn thiên, hắn tiếp tục nhìn lôi vũ. Này, anh biết tên họ âm kia ở đâu không? Tôi sẽ không nói. Lôi vũ cắn răng. Diệp Thiếu Hùng lúc này xen vào một câu. Hạ Thiên, không bằng đợi một lát nữa rồi nói, trước tiên cậu luận võ với lôi quân đi đã. Không được, tôi phải hỏi sớm một chút, nếu không một lát nữa hắn chết, tôi sao có thể hỏi được. Hạ Thiên lắc đầu nói. Diệp Thiếu Hùng chợt sướng sờ. Hạ Thiên, cậu nói vậy có ý gì? Hạ Thiên, mày dám chơi lén em tao sao? Lôi đình cũng không nhịn được nữa mà mở miệng mắng. Này, đừng đổ oan cho người khác chứ. Tôi chỉ muốn anh ta phải đau đớn, không muốn anh ta chết. Hạ Thiên chừng mắt nhìn lôi đình, nhưng người này bị tên âm y môn kia đâm cho vài châm, bây giờ tuy không sao nhưng cũng có thể chết ngay lập tức. Vì vậy không có gì liên quan đến tôi. Điều này, Hạ Thiên, cậu chắc chắn sao? Vẻ mặt Diệp Thiếu Hùng chợt trở nên khó coi. Nếu lôi vũ chết thì tội danh sẽ không đổ lên đầu Hạ Thiên. Tất nhiên là xác định. Người này chỉ còn sống được một giờ, sau đó sẽ chết. Này. Theo tính toán của tôi thì người này được tên khốn âm y môn kia châm kia vào lúc 10 giờ tối qua." Hạ Thiên thuận miệng nói. Vẻ mặt Tần Phong và Tần Viêm lập tức biến đổi, khoảnh khắc này bọn họ đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương, vì Hạ Thiên nói rất đúng. "Hạ Thiên, cậu nói đến âm y môn, đó là địa phương nào?" Lôi Chấn Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. "Là một nơi chuyên nghiên cứu y thuật để hại người." Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu, sau đó hắn nhìn Lôi Vũ này dù sao anh cũng chết không bằng nói cho tôi biết tên âm y môn kia đang ở đâu được không cậu cậu đừng làm tôi sợ bây giờ tôi đang sống tốt sao có thể chết được giọng nói của lôi vũ có chút mất tự nhiên rõ ràng đã bị hạ thiên hù dọa không nói cũng chẳng sao dù sao tôi cũng có thể tự mình tìm được tên kia hạ thiên căm giận nói tên khốn kia làm xấu chuyện của tôi đến khi tôi tìm được thì sẽ cho hắn sống không bằng chết Hạ Thiên không quan tâm đến Lôi Vũ mà quay sang Lôi Quân. "Này, luận võ thôi, làm nhanh một chút, anh cũng chuẩn bị lên dĩa là vừa." Diệp Thiếu Hùng không biết nói thêm điều gì, những lời nói của Hạ Thiên đúng là quá mức khó nghe. "Này, chưa biết ai chết đâu." Lôi Quân hừ lạnh một tiếng. "Hạ Thiên, thực lực một người không giới hạn trong công phu quyền cước, vì vậy chúng ta luận võ được chia làm ba hạng mục." "Ba hạng mục gì?" Hạ Thiên cũng không quan tâm đấu súng, võ công, sức chịu đựng. Lôi quân đã sớm có chuẩn bị. Trước tiên là đấu súng, bên kia có 5 bia ngắm di động, chúng ta bắn mỗi người 5 phát súng, phải bắn chúng 5 mục tiêu kia, nếu ai điểm cao hơn sẽ thắng. Không có vấn đề, bắt đầu đi. Hạ thiên không quan tâm. Tôi rất bận rộn, làm nhanh thắng nhanh. Cậu biết bắn súng sao? Lãnh băng băng nhịn không được phải hỏi một câu. Cảnh sát tỷ tỷ, có thứ gì tôi làm không được? hạ thiên cười hì hì nói hạ thiên đến chọn súng nơi đây có các loại súng ngắn cậu có thể chọn loại phù hợp để miễn nói không công bằng lôi quân chỉ thùng súng ở bên cạnh hạ thiên đi đến hắn tùy tiện cầm lấy một khẩu súng sau đó tháo rời rồi ráp lại cực nhanh động tác liên tục cực kỳ lưu loát lãnh băng băng thấy vậy mà ngây người chỉ cần nhìn động tác cũng thấy mức độ làm quen với súng của hạ thiên còn vượt qua nàng ánh mắt lôi quân cũng trở nên nóng bỏng chỉ cần dùng ánh mắt phán đoán thì biết Hạ Thiên tuyệt đối là cao thủ dùng súng. Cậu trước hay tôi trước? Lôi quân đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Anh bắn trước đi. Hạ Thiên khiêm nhướng. Lôi quân không trì hoãn, hắn khẽ gật đầu với Tần Phong, tỏ ý có thể bắt đầu. Tần Phong gật đầu, hắn ấn xuống một nút điện tử, nằm bia ngắm nhanh chóng di động, lôi quân giơ súng và bóp cò. Đùng 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 đùng. Năm tiếng súng vang lên, năm viên đạn gào thét phóng ra, lôi quân không dừng lại chứng tỏ rất tự tin vào tài bắn súng của mình. Bia ngắm dừng lại, tất cả năm viên đạn đều trúng hồng tâm. Hạ thiên, đến lượt cậu. Lôi quân nhìn thành tích của mình mà có chút đắc ý, mà vẻ mặt lôi chấn thiên cũng rất thỏa mãn, dù là diệp thiếu hùng cũng rất kính nể lôi quân. Không xong, lưu manh này có 8 phần sẽ thua. Lãnh băng băng đột nhiên phát hiện mình có chút căng thẳng chương 203, ức hiếp người ta quá đáng. Lãnh băng băng có chút kinh hoàng đối với phát hiện này của mình, không phải nàng sợ Hạ Thiên phải thua, mà nàng lo lắng Hạ Thiên thất bại. Nàng cảm thấy mình không nên lo lắng, lưu manh này rõ ràng không phải là người tốt, thua tất nhiên sẽ là chuyện tốt, nhưng dù nàng nói với mình như vậy nhưng từ tận đáy lòng vẫn mong sao Hạ Thiên có thể thắng. Tuy lưu manh này không phải loại tốt đẹp gì nhưng cũng không tệ hơn lôi quân, vì vậy mình không hy vọng hắn thua, đúng, Nhất định là như vậy. Lãnh Băng Băng nhanh chóng tìm ra cái cớ cho mình, trong lòng thầm an ủi chính mình. Băng băng, Hạ Thiên phải làm sao mới thắng được? Tôn Hinh Hinh nói với vẻ mặt lo lắng. Tôi thấy Lôi Quân bắn 5 lần đều đạt điểm cao nhất, Hạ Thiên có thể được như vậy sao? Lãnh Băng Băng không trả lời, nàng cũng không biết trả lời thế nào, dù Tôn Hinh Hinh là một người bình thường cũng có thể nhìn ra được, tất nhiên nàng cũng biết Hạ Thiên tối đa chỉ có thể hòa Lôi Quân, căn bản khó thể vượt qua. Nói cách khác trận này Hạ Thiên chắc chắn không thắng, bây giờ chỉ có thể trông cậy hắn không thua mà thôi. Không sao, Hạ Thiên dù thua đấu súng nhưng sẽ không thua hai hạng mục phía sau. Diệp Thiếu Hùng An ủi Tôn Hinh Hinh, hắn cũng cho rằng trận đầu Hạ Thiên có phân nửa là sẽ thua, nhưng không sao, với võ công của Hạ Thiên thì thứ hai sẽ thắng. Võ công cao thì sức chịu đựng cũng tốt, cuối cùng sẽ thắng hai trong ba hạng mục, như vậy sẽ thắng. Hạ Thiên lúc này nhìn về phía ba người nói. Chị Hinh, cảnh sát tỷ tỷ, Diệp đại ca, các người đừng lo lắng, tôi sẽ không thua. Để tôi xem cậu làm sao để thắng tôi. Lôi quân cười lạnh một tiếng, hắn tuyệt đối có lòng tin với thuật bắn súng của mình, hắn cũng không tin có người xuất sắc hơn. Hạ thiên cũng không để ý đến lôi quân, hắn nhìn về phía tần phong. Này, làm cho bia ngắm di chuyển đi. Tần phong gật đầu, bia ngắm lại bắt đầu di động. Đùng 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 đùng. đùng năm tiếng súng vang lên, cũng là năm tiếng súng liên tục, Hạ Thiên cũng không dừng lại. Bia ngắm ngừng di chuyển, Tôn Hinh Hinh, Lãnh Băng Băng và Diệp Thiếu Hùng trợn mắt há mồm, điều này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lôi Quân có chút sững sốt, ngay sau đó lại phát ra tiếng cười kinh thiên động địa. Ha ha hacker, tôi nghĩ cậu là súng thần, thì ra chỉ ra dáng mà thôi, ít nhất cũng phải bắn chúng một bia chứ, rõ ràng cả năm phát đạn đều không trúng, cười chết người, ha ha ha. Lãnh băng băng không nói gì, lưu manh kia không phải vừa rồi rất to mồm sao. Đây là những gì mà hắn nói có thể làm được mọi thứ sao. Trên năm bia ngắm vẫn chỉ có năm vết đạn, là vị trí mà trước đó lôi quân đã bắn chúng, lưu manh bắn năm phát đạn, chưa nói đến vấn đề chúng hồng tâm, rõ ràng chẳng chúng được tấm bia nào. Trên gương mặt xinh đẹp của tôn hình hình có thêm vài phần lo lắng, tiểu sắc lang quả nhiên đã thua. Diệp Thiếu Hùng thì cảm thấy ngoài ý muốn, hắn tưởng rằng thuật bắn súng của hạ thiên là rất tốt cho dù thua cũng không đến mức thê thảm như vậy chứ hạ thiên trận đầu cậu thua cậu có ý kiến gì không tần phong mở miệng hỏi ai nói tôi thua hạ thiên bĩu môi lôi quân lập tức nổi giận hạ thiên con bà nó cậu là đàn ông mà không biết nhận thua sao anh đến bia mà xem sau đó quay lại sẽ biết ai thua ai hạ thiên có chút khinh thường thứ này còn phải xem sao chỉ cần không phải là người mù thì có thể thấy cậu không bắn trúng bia lôi quân tức giận nói lôi trấn thiên nãy giờ không nói lời nào cũng mở miệng nói lôi quân cháu ra nhìn xem thế nào xem thì xem lôi quân bất mãn chạy về phía những tấm bia đầu tiên lôi quân nhìn thoáng qua vẻ mặt hắn chợt biến đổi lớn sau đó lại tiến đến quan sát cẩn thận hồng tâm điều này điều này sao có thể được lôi quân không nhịn được phải kêu lên kinh hoàng sau đó hắn lại chạy đến quan sát những tấm bia khác, khi đến tấm bia cuối cùng thì vẻ mặt đã hoàn toàn trắng bệch. Này, anh nói xem, rốt cuộc là ai thắng? Hạ thiên hét lên với lôi quân. Lôi quân dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn bia, một lúc lâu sau hắn mới ú rũ quay về như gà chống bại trận. Hắn dùng ánh mắt thấy quái vật nhìn hạ thiên, sau đó dùng giọng mất hết sức lực nói. Tôi thua. Sao? Tôn hình hình đầu tiên là sướng sờ, ngay sau đó lại vỗ tay vui sướng tốt quá hạ thiên cậu thật lợi hại lãnh băng băng lại không hiểu không phải cậu ta chẳng bắn chúng sao đúng vậy đại ca sao anh nhận thua lôi đình cũng rất kỳ quái tần phong và diệp thiếu hùng lại đột nhiên cảm giác được điều gì đó cả hai nhanh chóng chạy đến năm tấm bia ngay sau đó vẻ mặt biến đổi lớn không thể tưởng nổi đúng là khó tưởng diệp thiếu hùng thì thào lợi hại quá lợi hại lôi quân thua không oan Tần Phong cũng vừa lắc đầu vừa nói. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lãnh băng băng nhịn không được phải hỏi, ngay cả lôi đình, lôi vũ, tần viêm cũng rất kỳ quái, sao lôi quân lại thua? Tiểu cô nương, nếu tôi đoán không lầm thì chẳng phải hạ thiên không bắn chúng bia, ngược lại đều bắn chúng. Lôi chấn thiên chậm rãi mở miệng nói. Đều bắn chúng sao? Lãnh băng băng sướng sờ. Nhưng, à, chẳng lẽ năm viên đạn cũng bắn trúng vị trí của lôi quân trước đó đúng vậy năm viên đạn của hạ thiên không chỉ bắn trúng vào vị trí của lôi quân trước đó hơn nữa còn đánh văng đầu đạn của lôi quân ra ngoài năm viên đạn của cậu ấy mới ở lại trên bia diệp thiếu hùng đi đến vẻ mặt có chút kích động điều này đúng là khó tưởng phải biết rằng tốc độ của đạn không thể dùng sức người để khống chế vì không thể khống chế bằng lực tương tác nên chỉ có thể sử dụng góc độ bắn, mới có thể giữ đạn mình ở lại mà đẩy đạn của người khác rơi xuống nói cách khác chỉ cần bắn chúng năm vị trí trước đó đã là rất khó hơn nữa còn thay thế đạn của đối phương trên bia như vậy khó trồng thêm khó tần phong cũng gật đầu tôi tin nếu hạ thiên nổ súng trước thì lôi quân cũng không làm được điều này vì vậy lôi quân thua là không oan đúng vậy tôi không làm được tôi thua tâm phục khẩu phục tuy vẻ mặt lôi quân rất khó coi nhưng vẫn mạnh miệng nhận thua lãnh băng băng thì ngây ra như phỗng nàng chỉ biết lưu manh giỏi đánh nhau chạy trốn cũng nhanh không ngờ bắn súng lại ác liệt như vậy tôi nói thắng thì sẽ thắng hạ thiên nở nụ cười sáng lạn tuy hắn không thích dùng súng nhưng tam sư phụ là súng thần kỹ thuật dùng súng của hắn lại giỏi hơn thầy nếu hắn thua trên tay lôi quân như vậy chẳng phải sỉ nhục sư môn sao hạ thiên đừng đắc ý quá sớm còn hai hạng mục nữa bây giờ chúng ta tiếp tục lần này là võ công Lôi quân cắn răng nói. Đến đây đi. Hạ thiên nói với vẻ mặt thoải mái. Vì để anh thua tâm phục khẩu phục, tôi cho anh ra 10 chiêu, anh có thể tấn công tôi 10 lần, nếu anh có thể đụng vào người tôi, tôi sẽ nhận thua. Hạ thiên, cậu đừng quá kiêu ngạo. Lôi quân thật sự nổi giận, tiểu tử này quá mức xem thường người khác. Vì vậy hắn quát lớn một tiếng rồi phóng về phía hạ thiên. Chiêu thứ nhất, tốc độ cũng không tệ. Chiêu thứ hai, quá màu mè, phải trực tiếp hơn. chiêu thứ ba, chiêu này khá tốt, đáng tiếc anh phải gặp tôi. audio điện tử võ tấn bền. chiêu thứ 10 anh còn chưa đụng vào người tôi, bây giờ tôi đánh lại anh, anh chuẩn bị cho tốt. hạ thiên vừa né tránh vừa chỉ trỏ chiêu thức của lôi quân, điều này thiếu chút nữa làm lôi quân tức chết, nhưng hắn đã sử dụng tất cả vốn liếng mà không đụng đến chéo áo của hạ thiên. mười chiêu qua đi trong nháy mắt. Nhưng bóng dáng của Hạ Thiên vẫn lơ lửng bất định, mỗi lần hắn đều cho rằng mình đánh trúng Hạ Thiên, nhưng khi dùng xong chiêu thức thì hắn chẳng biết đối phương đã ở nơi nào mất rồi. Tôi sẽ đánh anh, nếu anh có thể thoát khỏi ba chiêu của tôi, tôi sẽ nhận thua. Hạ Thiên lại nhắc nhở Lôi Quân, điều này thiếu chút nữa làm Lôi Quân giận ngất đi, tên khốn này quá ép người. Đang lúc buồn bực thì Hạ Thiên cảm giác được một luồng nguy hiếp ép đến người, khoảnh khắc này một quyền phóng về phía hắn như chớp. Trời ạ! À quá nhanh trong đầu lôi quân bùng lên ý nghĩ này ngay sau đó hắn tung một quyền nghinh đón theo bản năng á à, trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn lôi quân như bị điện giật cơ thể chợt chết lặng sau đó hắn té ngửa xuống đất khoảnh khắc khi ngã xuống lôi quân cảm thấy rất tức tối tên khốn kia rõ ràng muốn đấm vào mặt sao bây giờ lại chuyển lên ngực một quyền đã gục anh thua đánh cực ba mà thua hai bây giờ tôi thắng hạ thiên vỗ tay vẻ mặt rất thoải mái. Tôi, tôi còn muốn so trận thứ ba. Lôi quân khốn khổ đứng lên. Tôi cũng không tin chẳng thắng được lần nào. Được, tôi luôn nghĩ rằng sẽ cho anh chết tâm phục khẩu phục, thích thì chiều, anh nói đi, lần này đấu thế nào. Hạ Thiên không quan tâm nói. Bây giờ so sức chịu đựng, chúng ta chạy bộ, chạy 100 vòng quanh trường bắn này, nếu chạy xong và mất ít thời gian hơn thì sẽ thắng. Lôi quân cắn răng nói. Diệp Thiếu Hùng thầm tắc lưỡi, một vòng trường bắn này khoảng 1.000m, 100 vòng là 100km, nếu muốn chạy hết quảng đường này thì khó thể nào gắng gượng được. Mà lúc này lãnh băng băng cũng không khỏi dùng ánh mắt đồng tình nhìn lôi quân, nếu chạy bộ với lưu manh kia thì lôi quân sẽ thua thê thảm. Không sao, Hạ Thiên lập tức đồng ý. Vì để anh chịu phục, tôi sẽ giúp anh chữa tốt vết thương. Hạ Thiên nói xong thì lấy châm đâm lên người lôi quân, lúc này lôi quân cảm thấy trước ngực đã không còn đau đớn bắt đầu đi lôi quân khẽ cắn môi tần phong anh căn giờ và đếm vòng tốt chuẩn bị bắt đầu tần phong hét lớn lôi quân lập tức chạy ngay đối với hắn mà thì phải cố gắng để không thua cả ba vòng cảnh sát tỉ tỉ chị giúp tôi đếm vòng một vòng lôi quân vừa chạy được vài bước chân đã nghe thấy một âm thanh làm hắn phải tan vỡ tần phong và tần viêm đưa mắt nhìn nhau Diệp Thiếu Hùng trợn mắt há mồm, lôi đình và lôi vũ thì cực kỳ tức giận, tên khốn kia thật sự quá ép người, có người chạy như vậy sao? chương 204, tâm phục khẩu phục. Con bà nó, đây không phải là con người, đúng là yêu quái. Lôi đình cam giận nói. Tôi thấy yêu quái còn chưa biến thái bằng người này. Lôi vũ bổ sung thêm một câu. Tên này nếu đi tham gia Olympic sợ rằng ngay cả tia chấp Usain Bolt cũng phải gọi là ông nội. Tần viêm cảm khái nói cảnh sát tỉ tỉ hai vòng âm thanh của hạ thiên lại vang lên tần phong nhìn lôi quân còn chưa chạy xong nửa vòng vì vậy mà không biết làm sao cho phải ba vòng âm thanh của hạ thiên lại vang lên cảnh sát tỉ tỉ tí nữa chị muốn lôi quân chết thế nào chết đuối hay chết vì súng lãnh băng băng không để ý đến hạ thiên nàng chỉ nghĩ nếu lôi quân đang chạy mà nghe được những lời này thì sẽ tức giận mà chết lôi quân cảm thấy mình chạy rất nhanh nhưng khi hắn vất vả chạy xong vòng đầu tiên thì Hạ Thiên đã chạy được 5 vòng, đang chạy vòng thứ 6. Tôi cũng không tin tên kia cứ chạy nhanh mãi như vậy. Lôi đình nói một câu. Nhưng ngay sau đó lôi đình phát hiện Hạ Thiên không những giảm tốc độ mà càng chạy càng nhanh. Lôi quân còn chưa chạy xong vòng thứ 2 thì Hạ Thiên đã xong 12 vòng, mà đến khi lôi quân chạy vòng thứ 3 thì Hạ Thiên đã chạy xong 20 vòng. Dù lãnh băng băng là người biết Hạ Thiên chạy nhanh cũng cảm thấy kinh hoàng. Tối hôm qua lãnh băng băng được Hạ Thiên ôm đi chạy như bay, nàng biết đối phương chạy nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả xe hơi. Nhưng bây giờ nàng so sánh Hạ Thiên với lôi quân, nàng cảm thấy Hạ Thiên đã quá biến thái. Hạ Thiên chạy từng vòng, mọi người dần dần chỉ ảm thấy một chiếc bóng xẹt qua, dù là lôi chấn thiên trải qua rèn luyện trên chiến trường máu nóng cũng không khỏi chấn động. Nếu so sánh với màn đấu súng và võ công trước đó thì tình cảnh bây giờ càng làm người ta phải chấn động. Trước đó Hạ Thiên biểu hiện kỹ thuật bắn súng tuyệt vời, mọi người còn cảm thấy có người làm được như vậy, mà công phu một quyền có thể đánh bại lôi quân cũng có người làm được. Nhưng tốc độ chạy của Hạ Thiên lúc này có thể nói đã vượt qua tiềm năng cực hạn của nhân loại, căn bản là khó tưởng. Cảnh sát tỷ tỷ, 50 vòng, chị đã nghĩ sẽ cho lôi quân chết thế nào chưa? Hạ Thiên lại nói, không chạy đua nữa, tôi nhận thua. Lôi quân đột nhiên gầm lên, khoảnh khắc này hắn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. 50 vòng, đối phương đã chạy 50 vòng mà hắn chỉ hoàn thành 5 vòng, thời gian là 10 phút, đây là loại châu cháo biến thái thế nào? Loại khốn nạn nào dùng khoảng thời gian như vậy để vượt qua quãng đường 50 km đây? Phục, lần này Lôi Quân đã hoàn toàn khâm phục, trước đó khi thua trong lúc bắn súng thì hắn còn chưa cam lòng, dù là bàn luận võ công thì hắn cũng cảm thấy Hạ Thiên không mạnh hơn mình bao nhiêu, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hắn biết đối phương là loại người khó thể chiến thắng người này quá mạnh là loại tồn tại biến thái không chạy nữa sao hạ thiên lại chạy thêm một vòng sau đó hắn dừng lại tôi còn đang khởi động lãnh băng băng đột nhiên sinh ra xúc động muốn đánh hạ thiên lưu manh ức hiếp người ta như vậy mới chịu được sao bây giờ còn nói là mới khởi động đúng là quỷ sứ trước đó lãnh băng băng cũng không có cảm tình với lôi quân nhưng bây giờ nàng rất đồng tình với đối phương qua đáng thương thậm chí nàng còn tin Đả Kích hôm nay lôi quân vấp phải còn khủng bố hơn cả khi người phụ nữ của mình chạy theo người khác, lòng tự tin của hắn sợ rằng đã bị Hạ Thiên hủy hoại sạch sẽ. "Hạ Thiên, tôi đã tình nguyện chịu thua, bây giờ tôi để mặc cậu xử lý, nói đi, cậu muốn thế nào?" Lôi quân dùng ánh mắt rất bình tĩnh nhìn Hạ Thiên, đột nhiên lúc này hắn không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác. "À, lúc này anh đã chịu chết tâm phục khẩu phục chưa?" Hạ Thiên rất hài lòng. Anh nghĩ biện pháp tự sát đi, tốt nhất nghĩ biện pháp nào có vẻ sáng ý một chút. Vẻ mặt Lôi Chấn Thiên chợt biến đổi. Hạ Thiên, tôi còn phải đưa Lôi Quân ra tòa án quân sự, nếu cậu thật sự để nó tự sát, như vậy có thể chờ tòa án xử lý xong đã không? Phiền toái như vậy sao? Hạ Thiên rõ ràng không tình nguyện. Lên cái tòa án kia nhiều lắm cũng chỉ là chết mà thôi, bây giờ tự sát thì sẽ xong chuyện, tòa án quân sự cũng khỏi cần. Hạ Thiên lôi quân cũng đã chịu thua cậu cần gì phải bắt cậu ấy đi tìm chết tần phong cũng không nhịn được phải nói hắn biết rõ thủ trưởng không muốn cháu mình chết đi đám phạm nhân nhận tội cũng không thể không ngồi tù đám tử hình có sám hối cũng đền tội được sao hạ thiên không cho là đúng hắn mất thời gian như vậy mà buông tha lôi quân thì quá thiệt thòi ông nội tần phong các người cũng không cần phải nói chết thì chết tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi chết cũng là giải thoát Lôi quân bình tĩnh nói sau khi bị hạ thiên phá bỏ tất cả tự tin thì hắn cũng hiểu mình chẳng còn động lực để sống trước kia hắn thường nói mình không sợ chết vì hắn biết rõ không sợ chết mới có thể sống khi lôi quân làm nhiệm vụ thì thường không sợ chết bản chất là tìm sống trong chết vì thế mà nhiều lúc ở vào hoàn cảnh sinh tử thường có ý chí muốn sống rất mạnh mẽ nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn mất đi ý chí đối với hắn thì chết là giải thoát người anh em tôi biết lôi quân làm nhiều chuyện sai trái nhưng dù sao tội của hắn cũng còn chưa đáng chết tôi hy vọng cậu có thể cho hắn một cơ hội sửa sai tôi cũng cam đoan với cậu nhất định sẽ đưa hắn ra tòa án quân sự sẽ cho xử lý công bằng tuyệt đối không bao che cậu thấy như vậy được chưa lôi trấn thiên nhìn hạ thiên giọng nói rất thành khẩn thậm chí còn có chút hương vị cầu xin hạ thiên vẫn như cũ không được tôi đã nói rồi phải làm như vậy hạ thiên cậu đừng quá đáng ông nội của tôi đã phải nói như vậy cậu còn muốn thế nào lôi đình rất tức giận ông nội của hắn phải dùng giọng khép nép và cầu xin như vậy sao hạ thiên bĩu môi ông nội của anh nói thế nào thì có liên quan đến tôi sao tôi đã nói rồi việc này không liên quan đến mọi người lôi quân ngu ngốc dám bắt cóc vợ tôi còn muốn cướp cảnh sát tỉ tỉ rõ ràng là đi tìm chết anh nghĩ rằng tôi nói ra thì không có tính toán gì sao cậu lôi đình muốn nói thêm gì đó nhưng không nên lời vẻ mặt lôi vũ cũng cực kỳ tức giận hạ thiên lùi một bước là trời cao biển rộng cậu cần gì phải cố chấp như vậy tôn hình hình và lãnh băng băng cũng chưa bị hại thực tế cậu cũng chưa bị tổn thất gì không phải sao tần phong có chút mất vui đợi đến khi có tổn thất thì sẽ quét sạch mọi thứ như vậy còn tác dụng gì sao hạ thiên mất hứng biết rõ cái gì gọi là phòng ngừa không hạ thiên tôi thấy Diệp Thiếu Hùng cũng không nhịn được phải mở miệng, hắn cũng cảm thấy Hạ Thiên có chút quá, không biết giải quyết vấn đề cho êm thấm. Thôi được, nếu đã như vậy thì cứ thuận theo. Lôi Trấn Thiên đột nhiên mở miệng, khoảnh khắc này lão giống như già đi 10 tuổi. Kẻ tóc bạc tiến kẻ đầu xanh, đây chính là vận mệnh của tôi. Bốn phía chợt tĩnh lặng, khi thấy vị tướng chinh chiến xa trường có biểu cảm như vậy thì Diệp Thiếu Hùng cũng không khỏi cảm khái. Thật ra hắn cũng không quá đồng tình với lôi quân, nhưng ông cụ kia lại rất đáng tôn kính, hắn tôn kính thật lòng, hắn cũng không muốn ông cụ phải chịu đựng nổi đau kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Nhưng Diệp Thiếu Hùng cũng không còn cách nào khác, hắn đã thử để Hạ Thiên thay đổi ý kiến, nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Hạ Thiên, tôi không có sáng ý khi giết người, tự sát cũng không có sáng ý, thôi thì cứ dùng súng. Lôi quân bên kia đã cầm lấy súng ngắn, hắn chỉa vào đầu mình. Nếu cậu cảm thấy có thể thì tôi sẽ nổ súng không đợi hạ thiên kịp mở miệng lôi quân nhìn về phía hai em là lôi đình và lôi vũ rồi mở miệng lôi đình lôi vũ sau này các cậu chăm sóc cha mẹ anh không thể làm được nữa còn nữa sau khi anh chết thì ân oán giữa lôi gia và hạ thiên sẽ xóa bỏ hiểu chưa lôi đình và lôi vũ cắn chặt răng cả hai không nói gì khi thấy đại ca đau khổ thì bọn họ sao không báo thù đu đối phương có mạnh thế nào thì bọn họ sẽ không bỏ qua bọn họ tin trên đời này không có kẻ nào khác mạnh hơn Hạ Thiên. Hạ Thiên, thôi bỏ đi. Tôn Hinh Hinh cũng không nhịn được phải khuyên bảo. Chị Hinh, đừng sợ, thật ra cũng không có gì, nếu không thích thì nhìn ra chỗ khác. Hạ Thiên an ủi Tôn Hinh Hinh, tất nhiên hắn không muốn nương tay. Lôi Trấn Thiên cũng thở dài, lão nhìn lôi quân đang chĩa súng vào đầu, trong lòng bùng lên bi thương. Nhớ năm xưa tung hoành, bây giờ phải trơ mắt nhìn cháu trai chịu chết sao? Lôi Chấn Thiên thấy Tôn Hinh Hinh mở miệng thì trong lòng có chút hy vọng, lão cho rằng Tôn Hinh Hinh có thể làm Hạ Thiên thay đổi ý kiến, nhưng sự thật không như những gì lão suy nghĩ. Lôi Chấn Thiên nhìn chằm chằm vào Lôi Quân lần cuối mà xoay người, lão không muốn nhìn cháu mình tự sát. Dù lão đã nhiều lần bắn chết kẻ địch mà bình chân như vậy, nhưng lúc này là cháu ruột của lão, lão thật sự không nhịn được. Hừ, nếu không có sáng ý tự sát thì thích làm sao cứ làm. Hạ Thiên lúc này mở miệng hắn coi như tuyên bố lôi quân phải chết khoảnh khắc này lôi đình lôi vũ thậm chí cả tần phong tần viêm tôn hình hình cũng quay đầu không muốn nhìn tốt lôi quân nói rất dứt khoát ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người cuối cùng rơi lên bóng lưng cao lớn của ông nội khoảnh khắc này khi sắp mất đi tính mạng thì hắn đột nhiên phát hiện ông mình chẳng phải rất cao hình như lưng đã hơi còng ông cháu xin lỗi để ông thất vọng rồi khé mắt lôi quân chảy ra một giọt lệ ngón tay khẽ dùng sức bóp cò gạch dưới 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 chương hai trăm linh năm đóng dấu cảnh sát tỷ tỷ chờ chút một âm thanh chợt vang lên lôi quân còn đang dùng sức bóp cò chợt dừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh mà đám người cũng nhìn lại cùng nhìn về phía một mục tiêu cảnh sát tỷ tỷ chỉ cảm thấy người này chết chưa có sáng ý sao. Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn lãnh băng băng, người vừa mở miệng chính là nữ cảnh sát chân dài xinh đẹp này. Chuyện này do tôi mà ra, vì vậy tôi phải có quyền xử lý. Lãnh băng băng mở miệng nói. Khi nghe lãnh băng băng nói như vậy thì mọi người chợt cảm thấy có cơ hội, trong mắt lôi chấn thiên cũng lóe lên cái nhìn khác thường. Người nào cũng tin, nếu Hạ Thiên đồng ý yêu cầu của lãnh băng băng, như vậy mạng sống của lôi quân sẽ được bảo vệ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lãnh Băng Băng là cảnh sát, hơn nữa còn là một cảnh sát rất trọng nghĩa. Đừng nói lôi quân tội không đáng chết, dù đáng chết trăm ngàn lần thì Lãnh Băng Băng sẽ không cho chết như vậy. Với phong cách của nàng thì trước tiên phải bắt lôi quân lại, tiến hành thẩm vấn và phán quyết, cuối cùng nhốt vào nhà lao. Cảnh sát tỷ tỷ, chị thật sự muốn xử lý hắn sao? Hạ Thiên có chút sững sờ. Tôi đã bao giờ nói đùa với cậu chưa? lãnh băng băng trừng mắt tức giận nhìn hạ thiên hạ thiên gãi đầu cảnh sát tỉ tỉ tôi biết rõ chị tâm tình lương thiện tôi giao hắn cho chị thì chắc chắn sẽ không chết cậu không cần quan tâm tôi sẽ xử lý thế nào tóm lại cậu có tình nguyện giao người không lãnh băng băng tỏ ra mất kiên nhẫn điều nà hạ thiên không khỏi có chút do dự đồ lưu manh cậu chẳng phải luôn nói sẽ phụ trách với tôi sao lãnh băng băng tức giận nàng trừng mắt nhìn hạ thiên Hạ Thiên liên tục gật đầu. Đúng vậy, cảnh sát tỷ tỷ, tôi tất nhiên sẽ có trách nhiệm với chị. Tôn Hinh Hinh không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tiểu sắc lang thật sự dừng tay sao. Diệp Thiếu Hùng cũng không nhịn được phải dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ Thiên, lãnh băng băng là nữ cảnh sát nổi tiếng với danh hiệu người đẹp băng giá, nàng đã đánh cho không ít đàn ông đầu rơi máu chảy, nhưng Hạ Thiên chỉ chưa mất một tháng đã câu được rồi sao. Cậu luôn miệng nói có trách nhiệm với tôi, bây giờ tôi chỉ yêu cầu một chuyện còn con mà cậu còn to mồm như vậy cậu bảo tôn tin tưởng thế nào lãnh băng băng hừ một tiếng lôi quân nghe thấy như vậy mà không khỏi buồn bực mình chỉ là một chuyện còn con thôi sao cảnh sát tỉ tỉ tuy tên kia chỉ là hãng dâu rier nhưng đây là người hạ thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn lãnh băng băng quan trọng hơn hắn còn là một người đàn ông sao tôi có thể tùy tiện giao một người đàn ông cho chị lãnh băng băng trừng mắt nhìn hạ thiên tôi nói hắn ta là gì thì chính là như vậy, cậu không giao cho tôi xử lý, sau này đừng tìm tôi làm gì nữa. Lãnh băng băng tung đòn sát thủ, Hạ Thiên lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Cảnh sát tỉ tỉ, nếu chị đồng ý làm vợ tôi, tôi sẽ giao tên kia cho chị. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới mở miệng. Lãnh băng băng có chút tức giận, lưu manh này không biết nói gì hơn sao. Cả ngày toàn nhắc đến vấn đề này, ngay từ ngày đầu gặp mặt thì hắn luôn muốn ép nàng làm vợ vì nguyên nhân liên quan đến mẹ mà lãnh băng băng căm thù đến tận xương tủy đối với loại đàn ông lăng nhăng như hạ thiên nhưng những ngày qua cũng vì nguyên nhân đó mà nàng bị hạ thiên chiếm tiện nghi thậm chí còn chung giường chung gối một đêm trong lúc vô tình cảm giác của nàng đối với hắn càng thêm phức tạp dù nàng nhiều lần hận không thể bóp chết hắn nhưng nàng cũng biết mình đối với hạ thiên đã có khác biệt lớn với đám đàn ông khác dù hạ thiên bây giờ là nhân vật đặc biệt trong cuộc sống của lãnh băng băng nhưng nếu ép nàng đồng ý làm vợ như vậy nàng không làm được lãnh băng băng nhìn lôi quân nàng thấy vẻ mặt đối phương vẫn rất bình tĩnh giống như hắn không quan tâm đến sống chết của mình lãnh băng băng lại nhìn về phía lôi trấn thiên bây giờ ánh mắt của ông lão nhìn nàng có chút nóng bỏng thậm chí còn có chút khẩn cầu giống như ông ta đang cầu xin nàng đáp ứng điều kiện của hạ thiên vì nàng đồng ý thì lôi quân sẽ sống Thật ra lãnh băng băng cũng từng được nghe đến những truyền kỳ của ông lão này, cũng rất kính nể đối phương. Hôm nay hai bên gặp nhau, ông lão cũng tạo ra cho nàng ấn tượng rất tốt, vì vậy vừa rồi nàng mới mở miệng, vì nàng không muốn làm cho ông lão đau lòng. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của ông lão thì trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác tội ác. Đây là nhân vật anh hùng đội trời đạp đất, sao có thể để đối phương phải cầu xin mình? Hạ Thiên, tôi đồng ý, Lãnh băng băng cuối cùng cũng đưa ra quyết định, lôi chấn thiên và những người khác thở vào một hơi. À, vậy thì tốt. Hạ thiên rất hưng phấn, hắn vung tay ôm lãnh băng băng vào lòng, sau đó nhanh chóng hôn một cái. Hi hi, trước tiên phải đóng dấu cái đã, cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ chị là người của tôi. Lãnh băng băng bị hành vi của Hạ Thiên làm cho cực kỳ xấu hổ, nhưng khi nàng kịp phản ứng thì Hạ Thiên đã thả ra, vì vậy cũng không biết làm gì hơn nàng chỉ biết trừng mắt nhìn hắn sau đó tức giận nói bây giờ lôi quân do tôi xử lý rồi chứ tất nhiên cảnh sát tỉ tỉ bây giờ chị là vợ tôi tất nhiên có thể tùy ý xử lý mọi việc hạ thiên cười hì hì nói diệp thiếu hùng thở dài một hơi sự việc cuối cùng cũng không chuyển biến xấu đồng thời hắn cũng không khỏi nhìn về phía lãnh băng băng hắn tin sau này ở thành phố giang hải sẽ không còn ai dám động vào người đẹp băng giá tiếng tăm lừng lẫy lôi ra đã chịu ơn lớn của nàng, không thể không báo đáp. Lãnh băng băng đi về phía lôi quân. Buông súng thôi, anh tạm thời không cần tự sát. Lôi quân chợt ngẩn ngơ, cuối cùng hắn hạ súng xuống. Nguồn, https 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull vn Cảnh sát lãnh, cô sẽ xử lý tôi thế nào? Lôi quân mở miệng hỏi, giọng điệu chợt trở nên khách khí. Tôi tạm thời chưa nghĩ ra cách xử lý anh, nhưng tôi nghĩ khoảng thời gian tiếp theo anh sẽ phải ngồi trong nhà giam quân sự. Khi anh rời khỏi nhà giam quân sự thì đến tìm tôi, lúc đó tôi sẽ biết nên xử lý thế nào." Lãnh Băng Băng dùng giọng không nhanh không chậm nói. "Tôi nói cho anh biết, tôi không loại trừ khả năng đến khi đó sẽ lấy mạng anh, vì vậy những ngày sau anh nên giải quyết vấn đề cho tốt." Cảnh sát Lãnh yên tâm, lời quân tôi đã nói sẽ giữ lời, sau khi phục tùng quân lệnh sẽ đi tìm cô để mặc cô xử lý lôi quân gật đầu giọng nói vẫn rất bình tĩnh tần phong thông báo cho quân cảnh quân khu bọn họ có thể đến đưa lôi quân đi lôi trấn thiên lúc này mới mở miệng vâng thủ trưởng tần phong gật đầu ngay sau đó hắn gọi một cuộc điện thoại một lát sau đã có một chiếc xe phóng đến rõ ràng quân cảnh đã chờ sẵn chỉ cần thông báo mà thôi có hai sĩ quan xuống xe đi đến chào lôi trấn thiên đưa lôi quân đi lôi trấn thiên khoát tay nói hai người này gật đầu ngay sau đó chạy đến áp tải lôi quân lên xe sau đó xe phóng đi như bay khi thấy hạ thiên không ngăn cản thì diệp thiếu hùng mới yên lòng mạng nhỏ của lôi quân cuối cùng cũng được bảo vệ lãnh tiểu thư phần ân tình này lôi ra xin khắc ghi lôi trấn thiên chậm rãi đi về phía lãnh băng băng rồi dùng giọng trầm ổn nói lôi lão tôi chỉ không muốn ông thêm đau thương vì sai lầm của người khác ông không nên chịu loại đau khổ này Lãnh băng băng khẽ nói. Lãnh băng băng dừng lại rồi tiếp tục. Lôi lão, đứng ở lập trường của cảnh sát thì tôi cũng có nghĩa vụ ngăn cản vấn đề này, vì vậy ông cũng đừng nên cảm ơn. Tốt, đúng là rất tốt, bất sợ cường quyền, cũng không ham phú quý. Lôi chấn thiên nhìn lãnh băng băng, vẻ mặt tràn đầy thưởng thức. Lãnh tiểu thư, xin cảm tạ, tôi cũng không nói nhiều, tóm lại ân tình này sẽ được tôi ghi khắc lãnh băng băng đang muốn nói gì đó thì bên cạnh vang lên tiếng kêu cực kỳ thê lương á à, mọi người chợt kinh hoàng và quay đầu nhìn lại lôi vũ đang ôm đầu kêu gào cực kỳ thê thảm lôi vũ cháu làm sao vậy vẻ mặt lôi trấn thiên chợt biến đổi đau đau quá lôi vũ ôm đầu hắn ngã xuống đất bắt đầu lăn lộn lúc này mọi người mới nhớ đến lời nói trước đó của hạ thiên chẳng lẽ lôi vũ thật sự phải chết cậu biết hắn bị sao à lãnh băng băng nhìn Hạ Thiên. Sắp chết. Hạ Thiên hời hợt nói. Hạ Thiên nói xong thì quay sang lôi vũ quát lớn. Này, đừng sợ, chỉ đau vài phút thôi, sau đó sẽ thăng, lúc đó sẽ hết đau. Lãnh băng băng chợt sinh ra xúc động muốn bóp cò giết chết tên khốn này, có kẻ an ủi như vậy sao? Cậu có thể chữa cho hắn không? Lãnh băng băng lại hỏi. Rất phiền, tôi cũng không muốn chị, dù sao sống chết của hắn cũng không liên quan đến tôi, Hạ Thiên vẫn ra vẻ hời hợt. Hạ Thiên, không bằng chúng ta giao dịch. Lôi Trấn Thiên đột nhiên nói. Cậu cứu lôi vũ, tôi tìm tên thầy thuốc họ âm kia đưa đến cho cậu, thế nào? Ông có thể bắt được tên khốn họ âm kia sao? Hạ Thiên lập tức có hứng thú, tên khốn kia luôn quấy rối hắn, tìm gặp và xử lý sớm sẽ tốt hơn. Đúng vậy, tôi nói sẽ giữ lời. Lôi Trấn Thiên gật đầu. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, quyết định như vậy. Dù sao lôi vũ kia cũng từng phải nếm trải cảm giác đau đớn, Hạ Thiên đã chút giận cho thần tiên tỷ tỷ, nếu bây giờ vì bắt được tên khốn âm y môn kia mà cứu lôi vũ cũng không sao. Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy lôi ra tuy ngốc nhưng tác dụng rất lớn, lôi quân giúp hắn nắm được cảnh sát tỷ tỷ, mà bây giờ lôi vũ giúp hắn bắt tên khốn âm y môn. Hạ Thiên nghĩ đến những vấn đề này thì đi đến trước mặt dùng châm đâm xuống đầu lôi vũ. chương 206, trốn ở nhà sinh con. Hạ Thiên thi châm làm lòng người siết chặt, dù sao cũng là đâm châm trên đầu và chợt sinh ra hiệu quả lập tức. Lôi Vũ lập tức ngừng kêu thảm thiết, hắn cũng không còn lăn lộn trên mặt đất mà chỉ nằm ở đó giống như đã hôn mê. Hạ Thiên lại lấy ra một cây ngân châm, bắt đầu châm lên người Lôi Vũ, cả quá trình hơn 10 phút, tổng cộng đâm trên trăm châm hắn mới ngừng lại. Sau đó hắn mới rút cây châm đâm trên đầu Lôi Vũ ra ngoài. Được rồi. Hạ Thiên đứng lên, bộ dạng có hơi mệt mỏi hắn quay đầu nhìn lôi trấn thiên nhớ rõ phải nhanh chóng bắt tên âm y môn kia đến cho tôi được chậm nhất là ngày mai tôi sẽ đưa tên thầy thuốc họ âm kia đến cho cậu lôi trấn thiên gật đầu lôi vũ lúc này mới bỏ lên hắn sờ lên đầu hình như vẫn còn khó tin tôi tôi thật sự tốt rồi sao hạ thiên không quan tâm đến lôi vũ hắn đi về phía tôn hình hình và lãnh băng băng chị hinh cảnh sát tỉ tỉ chúng ta đi thôi chỗ này cũng không còn chuyện của chúng ta. Hạ Thiên, tôi đưa mọi người về. Diệp Thiếu Hùng đón lời, sau đó hắn quay sang lôi Trấn Thiên dùng giọng khách khí nói. Lôi lão, cháu đưa Hạ Thiên về trước, chút nữa quay lại sẽ báo cáo với chú. Lôi Trấn Thiên gật đầu, lão vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Hùng. Bằng Thiếu Hùng, chuyện hôm nay vất vả cậu. Vì chú mà cống hiến chút sức lực là vinh hạnh của cháu. Diệp Thiếu Hùng cung kính nói cứ đưa mọi người đi trước, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện. Lôi Trấn Thiên nói, lão biết lần này lôi quân còn sống khó thể bỏ qua công lao của Diệp Thiếu Hùng. Vâng, lôi lão, cháu đi trước. Diệp Thiếu Hùng cung kính lên tiếng, ngay sau đó đi về phía Hạ Thiên. Mười phút sau xe đã chạy ra khỏi cửa chính quân khu. Bây giờ là mười giờ, Hạ Thiên, các người định đi đâu? Diệp Thiếu Hùng mở miệng hỏi. Tôi đến cục cảnh sát, lãnh băng băng mở miệng nói tôi đến cửa hàng hoa tôn hình hình cũng nói hạ thiên có chút rối nên đến cửa hàng hoa với chị hinh hay đi cục cảnh sát với cảnh sát tỷ tỷ đây tôi đi với chị hinh hạ thiên suy nghĩ rồi quyết định cảnh sát tỷ tỷ đi làm phần lớn không có thời gian cùng hắn vì vậy đi theo chị hinh thì tốt hơn hẳn vì cục cảnh sát ở khá gần nên trước tiên diệp thiếu hùng lái xe đưa lãnh băng băng đi trước sau đó mới chờ hạ thiên và tôn hình hình về cửa hàng hoa cuối cùng Diệp Thiếu Hùng cũng nhanh chóng bỏ đi, hắn còn nhiều chuyện cần xử lý. Chị Hinh, Hạ Thiên, các người còn biết về cửa hàng hoa sao? Phương Hiểu như thấy Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên thì dùng giọng mất hết sức lực nói. Tôi còn tưởng hai người trốn trong nhà sinh con rồi. Tôn Hinh Hinh không khỏi đỏ mặt, nàng trừng mắt nhìn Phương Hiểu như. Em nói bậy bạ gì vậy? Em nói bậy gì đâu? Chị Hinh, em thấy mắt chỉ có quầng thâm, tối đến nên tiết chế một chút chứ phương hiểu như ra vẻ rất quan tâm nhà đầu chết tiệt em suy nghĩ bậy bạ gì vậy xuân tình rồi à tôn hình hình tức giận nói đúng vậy em đang nghĩ xem anh đẹp trai chạy bmw khi nào mới xuất hiện phương hiểu như chống cằm bộ mặt háo sắc anh đẹp trai đi bmw của em xuất hiện rồi kìa hạ thiên đột nhiên nói phương hiểu như không tự chủ được phải dõi mắt nhìn đúng vậy nơi đó dừng lại một chiếc bmw nhưng người từ trên xe bước xuống lại không phải anh đẹp trai, đó chính là tên Mập Vương Kiệt. "Đại ca, đại tẩu, mọi người ở đây sao?" Vương Kiệt nhìn thấy Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh thì có chút bất ngờ. "Thiên ca, chị Hinh." Đinh Linh xuống xe theo tên Mập. Phương Hiểu Như lập tức gào lên. "Này, Mập, sao anh lại ở cùng một chỗ với Đinh Linh? Tôi nói anh đừng đổ tai họa lên người cô gái mới lớn còn trong trắng chứ?" "Này Phương Hiểu Như, Cô có xuân tình thì nghĩ mọi người đều như vậy sao?" Tên Mập có chút tức giận. Cả ngày chỉ biết nghĩ bậy bạ. "Anh, anh, anh." Phương Hiểu như giống như bị chọc tức. "Mập khốn kiếp, anh mới phát xuân. Tôi phát xuân có thể tìm bạn gái giải quyết, tôi khuyên cô nên đi tìm một thằng đàn ông nào đó đi." Tên Mập tức giận nói. "Chị Hinh, cửa phòng đã được thay thế, đã thay khóa, Kiệt ca lại tìm người làm một chiếc cửa sắt bên ngoài, như vậy sẽ an toàn hơn." Ninh Linh cầm một chùm chìa khóa đưa cho Tôn Hinh Hinh. "Đây là chìa khóa, chị Hinh cầm đi. Đại Tẩu, em đã phái thêm vài người bảo vệ chị, chuyện như tối hôm qua sẽ tuyệt đối không bao giờ xảy ra nữa." Tên mập nói. Phương Hiểu như ở bên cạnh cảm thấy khó hiểu. "Tối qua có chuyện gì?" "Cũng không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt." Tôn Hinh Hinh thuận miệng nói, nàng cũng không muốn nói ra với khắp mọi người. "Việc nhỏ mới là lạ." Phương Hiểu như thầm nói một câu, chắc chắn hai người kia lên giường chiến đấu từ xế chiều đến sáng. Tên mập há hốc miệng, hắn định hỏi về chuyện hạ thiên luận võ với lôi quân nhưng khi thấy Phương Hiểu như ở bên cạnh thì lại thôi. Tôn Hinh Hinh lại hiểu rõ tâm tình của tên mập, nàng nói. Mập, nói với những người anh em kia, chuyện tối qua đã giải quyết xong, không cần lo lắng. Hiểu, đại tẩu. Tên mập gật đầu, hắn không hỏi nhưng biết luận võ chắc chắn đã được tiến hành, mà đại ca võ công cao cường lại chiến thắng. nhưng anh em bị thương tối qua, tiền thuốc men chữa trị cứ tính cho chị, nhớ thống kê lại, đến khi đó chị sẽ trả đủ. tôn hình hình suy nghĩ rồi nói thêm: đại tẩu, điều này sao có thể? sao lại để chị bỏ tiền? tên mập vội vàng nói: hơn nữa cũng không quá nhiều, đại tẩu không cần xen vào, chúng em có thể tự mình chi trả. một người ảnh hưởng đến mọi người, các cậu bị thương thì tiền thuốc men tôi phải trả. Tôn Hình Hình có vẻ rất kiên quyết. Sự việc cứ như vậy, nhớ thống kê cho chị, không được báo cáo thiếu, hiểu chưa? Đại ca của cậu không thiếu chút tiền như vậy. Rõ rồi, đại tẩu. Tên mập vội vàng gật đầu. Mặt khác phát cho mỗi huynh đệ chiều và tối qua 10 ngàn, cũng tính luôn cho chị. Tôn Hình Hình suy nghĩ rồi nói thêm. Cảm ơn đại tẩu. Lúc này tên mập lại không chối từ. Cứ như vậy, cậu về đi, trước tiên tính tổng lại rồi điện thoại cho chị tôn hinh hinh nói vâng đại tẩu tên mập theo lệnh làm việc sau đó hắn bắt chuyện với hạ thiên đại ca em đi trước tên mập bỏ đi rất nhanh phương hiểu như ở bên cạnh lại trợn mắt há mồm chị hinh chị đúng là hào phóng mỗi người một vạn chiều hôm qua có bao nhiêu người phải vài chục người như vậy tốn bao nhiêu tiền phương hiểu như không nhịn được phải nói đáng tiền thì phải bỏ tiền người khác liều mạng vì mình mình cũng không thể bạc đãi họ Tôn Hình Hình quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, tôi sắp xếp như vậy cậu có ý kiến gì không? Tất nhiên là không, đám người kia tuy không giỏi đánh đấm nhưng có thể liều mạng, ban thưởng là đúng. Hạ Thiên không quan tâm, hơn nữa Tôn Hình Hình dù xài hết bao nhiêu tiền hắn cũng không quan tâm. Cậu không có ý kiến là tốt. Tôn Hình Hình thật ra cũng không quan tâm đến những vấn đề này, nàng cảm thấy đám tiểu đệ kia rất trung thành với Hạ Thiên, mà Hạ Thiên căn bản không quan tâm, vì vậy nàng phải tự mình xem xét nàng cũng cảm thấy cách ban thưởng tốt nhất cho đám người kia chính là tiền nếu là trước đó tôn hình hình chắc chắn sẽ không chủ động sắp xếp những chuyện thế này hơn nữa đây rõ ràng là chuyện khó tưởng nhưng khoảng thời gian này nàng cũng coi như trải qua sóng lớn đã từng nhìn thấy vài tình cảnh kinh hoàng tâm tình chợt biến hóa góc độ suy xét vấn đề cũng không giống như trước ơ ờ, tôn hình hình ngồi xuống ghế nàng cảm thấy rất buồn ngủ Tối qua vốn đã đi ngủ muộn, hơn nữa lại ngủ không ngon giấc. Trước đó Hạ Thiên luận võ cùng lôi quân làm nàng cảm thấy căng thẳng, tất nhiên sẽ không cảm thấy buồn ngủ. Bây giờ sau khi tất cả kết thúc thì tinh thần của nàng dần buông lỏng, vì vậy ngáp dài ngáp ngắn. "Hạ Thiên, tôi đi ngủ trước đây." Giọng nói của Tôn Hinh Hinh khá tự nhiên và nũng nịu, sau đó nàng ngã vào lòng Hạ Thiên, một lúc sau đã ngủ. "Thiên ca, nếu không anh đưa chị Hinh về nhà ngủ đi." Đinh Linh khẽ đề nghị. Hạ Thiên đang định nói thì chuông điện thoại vang lên. Vì sợ quấy nhiễu tôn Hinh Hinh nên Hạ Thiên vội vàng lấy ra. Hắn cũng không nhìn xem ai gọi đến mà nghe ngay. Alo, ai vậy? Cậu không nhận ra số điện thoại của tôi sao? Trong điện thoại vang lên giọng nói mất hứng của Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, là chị à? Em có xem số đâu? Hạ Thiên có chút sướng sốt. Hắn giải thích, sau đó chủ động hỏi có phải chị muốn em đi chữa bệnh cho ai đó không? Đúng vậy, hôm nay nếu cậu rảnh thì đến chữa cho Liễu Cương, còn Tiểu Linh thì chữa sau. Tâm tình của Liễu Vân Mạn hình như không được tốt lắm, giọng nói cũng không vui vẻ gì. Hạ Thiên nhìn Tôn Hinh Hinh ngủ say trong lòng, hắn đột nhiên có ý kiến. "Chị Vân Mạn, tôi đang ở cửa hàng hoa của chị Hinh, bây giờ chị đến đón nhé." "Được rồi, tôi sẽ đến ngay." Liễu Vân Mạn cúp điện thoại, Vài phút sau Liễu Vân Mạn đã lái xe đến cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Khi thấy Hạ Thiên ôm Tôn Hinh Hinh lên xe thì Liễu Vân Mạn có chút ngẩn ngơ. "Hạ Thiên, Hinh Hinh làm sao vậy? Chị Hinh đang ngủ, em định đưa chị ấy về nhà nhưng bây giờ đến nhà chị cũng được." Hạ Thiên thuận miệng nói. Liễu Vân Mạn nghe nói Tôn Hinh Hinh đang ngủ thì cũng không nói gì nhưng trong lòng có chút cảm giác quái dị, người này tối qua làm gì với Tôn Hinh Hinh, sao bây giờ làm hại nàng phải ngủ bù? trên đường gặp kẹt xe, phải mất nửa giờ Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn mới đến khu dân cư danh biển. Khi chuẩn bị cho xe vào bãi thì Hạ Thiên đột nhiên chỉ tay nói. Chị Vân Mạn, đây không phải là Liễu Cương sao? Cậu ấy chạy đi đâu vậy? Liễu Vân Mạn thấy Liễu Cương chạy như bay thì dừng xe hô lớn. Tiểu Cương! Liễu Cương nghe được tiếng gọi của Liễu Vân Mạn thì vội vàng chạy đến. Chị lớn, không tốt, Tiểu Linh mất tích rồi, chương 207, cho mày câm bây giờ. Chị lớn, em cũng không biết, sau khi chúng em từ bệnh viện quay về thì Tiểu Linh nói muốn đi ăn, vì vậy em đi siêu thị mua chút thức ăn vặt, cũng thuận tiện mua vài thứ về nấu cơm chưa. Nào ngờ khi về nhà thì chẳng thấy Tiểu Linh đâu cả, gọi điện cũng không được. Liễu Cương nói bằng giọng lo lắng. Chị lớn, Tiểu Linh tâm tình không tốt, chị nói xem nó có. Liễu Cương cũng không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu, Hắn sợ Liễu Linh vì quá buồn khổ mà làm ra việc gì đó ngốc nghếch. Có phải vậy không, Tiểu Cương, có lẽ Tiểu Linh chỉ đi xuống dạo chơi một chút thôi, trước tiên cứ tìm ở gần đây đã. Liễu Vân mạn an ủi Liễu Cương, tuy trong lòng cũng có chút bất an, dù sao những gì Liễu Linh vừa mới trải qua cũng không phải những người bình thường có thể tiếp nhận được. Trước tiên em tìm kiếm quanh đây xem thế nào. Liễu Cương xoay người muốn bỏ đi, đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên liễu cương lấy điện thoại ra xem rồi chợt trở nên vui sướng hắn vội vàng nhận điện thoại tiểu linh em đi đâu vậy nhưng khi nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia thì vẻ vui mừng trên mặt liễu cương chợt trở nên tức giận dương phi lại là mày sao con bà mày muốn làm gì mày đừng làm xằng mày dám tốt mày cứ chờ đấy tao sẽ tới ngay liễu cương hạ điện thoại xuống hắn nói với vẻ mặt tức giận chị lớn tiểu linh bị tên khốn dương phi kia lừa qua rồi sao lại như vậy vẻ mặt liễu vân mạn cũng biến đổi dương phi muốn thế nào không biết em sẽ đi tìm tên khốn kia liễu cương tức giận nói chúng ta cùng đi liễu vân mạn lập tức nói liễu cương lên xe nhưng nàng đột nhiên nhớ hạ thiên vẫn còn ở phía sau nàng quay đầu hạ thiên tôi đưa chìa khóa cho cậu cậu đưa tôn hinh hinh lên lầu để cô ấy ngủ trên nhà sau đó hãy xuống không cần, cứ đi thôi, nếu tôi buông ra thì chị Hinh sẽ thức ngay. Hạ Thiên nhìn Tôn Hinh Hinh đang ngủ trong lòng, hắn suy nghĩ rồi nói. Được rồi, Liễu Vân Mạn cũng không kiên trì, nàng biết rõ ý nghĩ của Hạ Thiên luôn cổ quái, nàng cũng không phải không muốn cho Hạ Thiên cùng Tôn Hinh Hinh ngủ trên lầu, nhưng vấn đề là lo lắng mình và Liễu Cương đến tìm Dương Phi sợ rằng không có biện pháp đưa Tiểu Linh về. Vì vậy nàng bắt buộc phải đưa Hạ Thiên theo, như vậy sẽ yên tâm hơn anh rể lớn anh có ở đây thì tốt quá liễu cương lên xe nhìn thấy hạ thiên thì thở ra một hơi bây giờ có anh rể lớn hùng mạnh ra mặt muốn đưa tiểu linh về sẽ không còn là vấn đề nhưng khi thấy hạ thiên ôm trong lòng một người đẹp cực kỳ lồi lõm thì hắn không khỏi buồn bực người đẹp này là ai chẳng lẽ lại là tình địch của chị lớn nhưng vì sao chị lớn không có phản ứng gì nhưng có một người cha như liễu kỳ vì vậy liễu cương cũng không thấy vấn đề này có gì cần quan tâm vì thế hắn cũng không hỏi điều gì, bây giờ hắn lo lắng nhất là sự an toàn của em gái. Tiểu Cương, Dương Phi đang ở đâu? Liễu Vân Mạn vừa chạy xe vừa hỏi Liễu Cương. "Chị lớn, thằng khốn Dương Phi kia đang ở khách sạn Hưng Nghiệp, phòng 701." Liễu Cương trả lời, sau đó giải thích thêm một câu. "Đây là khách sạn của Dương gia, cha của Dương Phi là Dương Hưng Nghiệp. Chị biết chỗ đó, cách đây không xa." Liễu Vân Mạn nhanh chóng tăng tốc khách sạn hương nghiệp thật sự cách không xa khu dân cư danh điển, chỉ lái xe chưa đến 10 phút thì đến. Khi xe dừng lại thì Liễu Vân Mạn và Liễu Cương nhanh chóng xông vào khách sạn, Hạ Thiên cũng ôm Tôn Hinh Hinh đang ngủ đi vào. Đám người theo thang máy đi đến tầng số 7, sau đó đi đến trước cửa phòng 701. Liễu Cương đấm cửa nói. Dương Phi, mở cửa mau. Nói nhỏ thôi, đừng đánh thức chị Hinh. Hạ Thiên khẽ nói. Liễu Cương chợt ngẩn ngơ, hắn nhìn tôn hinh hinh trong ngực hạ thiên cũng không dám dùng tay đập cửa lúc này cửa phòng được kéo ra bên trong vang lên một âm thanh trầm thấp vào đi liễu cương phóng vào đầu tiên khi hắn nhìn thấy dương phi thì quát lớn dương phi em tao đâu cậu là anh của liễu linh là liễu cương sao dương phi không nói gì một người trong phòng chợt mở miệng đây là một người đàn ông trung niên hai hàng chân mày giống như dương phi đúng là cha của Dương Phi, Dương Hưng Nghiệp. Sau lưng Dương Hưng Nghiệp là hai người đàn ông Tây Trang vạn vỡ, mỗi người còn đeo một cặp kính dâm, có lẽ là vệ sĩ của lão. Bớt nói xuông đi, giao em gái tôi ra đây. Liễu Cương tức giận nói. Liễu Cương, mày câm miệng lại cho tao, trước mặt bố tao không được lớn tiếng. Dương Phi quát lớn, giọng điệu còn khủng bố hơn cả Liễu Cương, rõ ràng muốn áp đảo Liễu Cương. Nhỏ mồm thôi, chị Hinh đang ngủ giọng nói bất mãn của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên nói như vậy lập tức thu hút sự chú ý của người khác, Liễu Vân Mạn lập tức có chút bực bội, tiểu sắc lang này chỉ nhớ một mình tôn hinh hinh nằm trong lòng, tuyệt đối không sốt ruột vì chuyện của em mình. Liễu Cương thì giờ khóc giờ cười, anh rể đang ôm một người đẹp, hơn nữa còn bắt người khác không được lớn tiếng, không phải quá đáng sao. Ông muốn lớn tiếng, mày có thể làm gì được? Dương Phi cũng quát lên, sau đó hắn quay sang Dương Hưng Nghiệp. Cha, chính là thằng khốn này, trước tiên phải cho nó một bài học. Mày muốn câm sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dương Phi. Này, ai cho ai câm còn chưa xác định được. Dương Phi ỉ vào hai tên vệ sĩ ở sau lưng Dương Hưng Nghiệp mà bộ dạng rất kiêu ngạo, nhưng ngay sau đó mọi người phát hiện Dương Phi chỉ nói được nửa lời, lúc này hắn mấp máy môi nhưng không có âm thanh nào phát ra. Ai còn ồn ào sẽ có kết cục như vậy? Hạ Thiên lười biếng nói. Vẻ mặt Dương Phi chợt trở, trở nên hoảng sợ, miệng hắn liên tục mấp máy nhưng không có âm thanh nào hắn vội vàng bổ nhào đến trước mặt cha chỉ tay vào miệng mình vẻ mặt càng nôn nóng tiểu phi con làm sao vậy dương hưng nghiệp bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng lão mở miệng hỏi câm rồi chứ sao hạ thiên nói tôi cảnh cáo các người nói nhỏ thôi vẻ mặt dương hưng nghiệp chợt biến đổi cậu là ai cậu làm gì tiểu phi tôi cảnh cáo cậu dương hưng nghiệp chưa nói xong thì đã giống như dương phi tuy miệng mấp máy nhưng không có âm thanh điều quái dị chính là miệng động đậy tay chân quơ quơ vẻ mặt rất tức tối đúng là cha nào con nấy đã nói đừng ồn ào bây giờ câm nín luôn đi hạ thiên lầm bầm nói hai tên vệ sĩ rốt cuộc cũng ý thức được tình huống không đúng nhưng khi vừa chuẩn bị ra tay thì hạ thiên đã không cho họ cơ hội hắn đá lên hai lượt hai tên bảo vệ chúng cước ngã xuống đất không động đậy chị Vân Mạn, đi thôi, Liễu Linh đang ở phòng bên cạnh. Hạ Thiên nói xong ôm Tôn Hinh Hinh rời khỏi phòng, hắn đi đến phòng bên cạnh rồi vung chân đá văng cửa. Quả nhiên Liễu Linh bị người ta cột chặt tay chân đang ngồi trên giường, trên miệng còn quấn băng đính. "Tiểu Linh!" Liễu Cương vội vàng chạy đến, lúc này hắn cũng không hỏi vì sao Hạ Thiên biết Tiểu Linh bị nhốt ở đây, hắn chỉ tranh thủ thời gian cởi trói cho em, sau đó vội vàng hỏi. "Tiểu Linh, em không sao đấy chứ?" Anh em không sao liễu linh đột nhiên bổ nhào vào lòng liễu cương rồi khóc sống lên hu 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 rời khỏi đây đã liễu vân mạn thấy liễu linh không việc gì thì cũng thở dài một hơi nàng đến đây chỉ với mục đích cứu tiểu linh chỉ xem trọng sự an toàn của em cũng không quan tâm đến những vấn đề khác khách sạn này là địa bàn của dương hưng nghiệp tất nhiên nàng cảm thấy nhanh chóng rời khỏi đây thì an toàn hơn liễu cương tuy rất tức giận nhưng cũng không muốn sự việc náo loạn quá mức như vậy sẽ mất mặt Liễu Linh, vì thế hắn cũng không báo cảnh sát. Hơn nữa Dương gia cũng có tiền có thế, báo cảnh sát cũng chưa chắc có vấn đề gì với bọn họ. Mọi người mang theo Liễu Linh rời khỏi khách sạn Hưng Nghiệp, 10 phút sau mọi người quay về khu dân cư danh điển, đi lên nhà Liễu Vân Mạn. Khi Liễu Vân Mạn thấy Hạ Thiên ôm Tôn Hinh Hinh vào phòng ngủ của mình thì không khỏi bội phục, Tôn Hinh Hinh quá lợi hại, đến bây giờ cũng không bị đánh thức. Chẳng lẽ được Hạ Thiên ôm khi ngủ thì thoải mái như vậy sao? Liễu Vân Mạn đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy, nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh được Hạ Thiên ôm ngủ tối trước đó, hình như tối đó nàng ngủ rất ngon. Khoảnh khắc này Liễu Vân Mạn không khỏi cảm thấy tim đập rộn lên, gương mặt cũng đỏ ửng. "Tiểu Linh, sao em ngốc như vậy, sao lại tin tưởng thằng khốn Dương Phi kia?" Trong phòng khách, Liễu Cương cuối cùng cũng không nhịn được, hắn bắt đầu trách móc em gái anh ấy nói đã biết sai, muốn xin lỗi em, em cho là. Liễu Linh cúi đầu, bộ dạng đã biết sai. Anh, anh yên tâm, em sẽ không tin tưởng hắn nữa. May mà lúc này có anh rể, nếu không cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra, thằng khốn kia bắt em cũng không biết có ý đồ gì, vừa rồi anh chưa kịp hỏi. Liễu Cương cảm thấy mơ hồ, Dương Phi lừa Liễu Linh đi qua, sau đó lại kéo hắn sang, rõ ràng là có mưu đồ. Nhưng tất cả đều bị anh rể dùng phương pháp kỳ quái xử lý gọn gàng, Dương Phi và Dương Hưng nghiệp căn bản chưa kịp nói gì đã trở nên im hơi lặng tiếng. Liễu Cương nhìn Liễu Vân Mạn, hắn khẽ hỏi: "Chị lớn, anh rể rốt cuộc là ai? Hình như cũng không phải chỉ có y thuật lợi hại." "Tiểu Cương, đừng nghĩ nhiều như vậy, lần này cậu phải xem xét Tiểu Linh thật chặt, nếu sau này có chuyện gì cứ điện thoại cho chị." Liễu Vân Mạn khẽ nói: "Biết rồi, chị lớn." Liễu Cương tuy nói như vậy nhưng vẫn không nhịn được phải nhìn vào cửa phòng ngủ, thầm nghĩ anh rể còn chưa đi ra, chẳng lẽ đã ngủ luôn ở bên trong với người đẹp kia rồi. Liễu Cương đã đoán đúng, Hạ Thiên lúc này đang nằm trên giường của Liễu Vân Mạn, trong ngực hắn là Tôn Hinh Hinh. Chương 208: Tâm sự của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, bộ dạng xuất thần. Tin tức truyền đi rất nhanh, tối qua nàng nổ súng bắn lôi quân, khi đó đám cảnh sát trong cục cảnh sát còn chưa biết bối cảnh của lôi quân nhưng bây giờ thì ai cũng biết hơn nữa còn có một tin tức khác truyền đi rất nhanh đó chính là lôi quân muốn nàng gả cho hắn nếu không sẽ chẳng có kết cục gì tốt cũng vì có tin đồn như vậy mà rất nhiều người gặp lãnh băng băng ở cục cảnh sát đều có vẻ mặt quái dị vì tất cả mọi người đều biết quân đội đã vì chuyện tối hôm qua mà xin lỗi nói trắng ra thì người nào cũng nhận được tin lôi ra sẽ không truy cứu trách nhiệm của lãnh băng băng khi bắn bị thương lôi quân Nghe nói còn có người điện thoại hỏi thăm đến Lôi Gia, xác minh sự việc này là đúng, bây giờ chuyện của Lãnh Băng Băng chính là chuyện của Lôi Gia. Đến lúc này hầu như mọi người đều khó thể tránh khỏi suy đoán vẩn vơ, Lãnh Băng Băng sợ rằng đã là nữ nhân của Lôi Quân, nếu không phải đã gả cho Lôi Gia, sao Lôi Gia lại bảo vệ nàng như vậy. Lãnh Băng Băng vốn không biết mọi người có ý nghĩ này, khi nàng đi vào nhà vệ sinh và lén nghe được câu chuyện của hai nữ cảnh sát, khi đó nàng mới hiểu ra. Thì ra trong suy nghĩ của mỗi người, nàng chỉ có thể thỏa hiệp với lôi ra, như vậy mới có được cuộc sống an lành. Nhưng lãnh băng băng cũng không giải thích, nàng biết lôi ra bảo vệ mình, chẳng qua mình đã bảo vệ lôi quân làm cho lôi lão cảm kích. Nhưng nàng cũng không biết trong sự việc lần này có bao nhiêu lợi hại với chính mình, vì có một người đàn ông yêu nàng, mà người đàn ông này chính là Hạ Thiên, là tên lưu manh đáng hận mà nàng khó thể thoát khỏi, nàng đã chính miệng đồng ý làm vợ hắn chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm lãnh băng băng giật mình bừng tỉnh, nàng cầm điện thoại, khi thấy trên màn hình là hai chữ chú triệu. Thì trong lòng nàng chợt sinh ra cảm giác nói không nên lời. Lãnh băng băng có chút chần chừ sau đó nàng nhấn nút nghe. Chú triệu, chú tìm cháu có chuyện gì không? Người điện thoại đến chính là Triệu Bình Lương, giọng nói của lão ở trong điện thoại vẫn rất ôn hòa. Băng băng, chúc mừng cháu, cuối cùng cháu cũng tìm được một chốn đi về rất tốt nhưng giọng nói ngày xưa rất thoải mái hôm nay lãnh băng băng nghe vào trong tai lại cảm thấy rất quái dị mà nội dung lời nói lại càng làm nàng thấy quái dị khóe miệng lãnh băng băng chợt cong lên lộ ra nụ cười lạnh đáng tiếc triệu bình lương ở bên kia không thể thấy được nhưng lời nói chào phúng của lãnh băng băng thì chắc chắn triệu bình lương có thể cảm nhận được chú triệu chú cũng cho rằng cháu đồng ý gả cho lôi quân sao triệu bình lương nghe thấy như vậy thì cảm thấy rất bất ngờ băng băng Lôi lão đã xác định với rất nhiều người, cháu là một phần tử của Lôi gia, có ai làm gì bất lợi cho cháu chính là gây bất lợi cho Lôi gia, chẳng lẽ đây không phải kết quả khi cháu đáp ứng điều kiện của Lôi quân. Chú Triệu, chỉ sợ làm chú thất vọng rồi, sự việc cũng không giống như chú tưởng tượng. Giọng nói của Lãnh Băng Băng khá nhạt, cũng không còn vẻ thân thiết như ngày xưa. Triệu Bình Lương khẽ thở dài, lão có thể nghe thấy vẻ lạnh nhạt trong lời nói của Lãnh Băng Băng lão trầm mặc một lúc rồi hạ giọng hỏi băng băng cháu đang trách chú sao không chú chịu cháu không trách chú cháu vẫn rất biết ơn chú cảm kích vì những gì chú quan tâm trong những năm qua cũng cảm kích chú đã chăm sóc cho mẹ cháu cháu cũng hiểu được những khổ tâm của chú trong lòng cháu thì chú vẫn là người được tôn kính nhất là trưởng bối tốt nhất lãnh băng băng chậm rãi nói đúng vậy nàng không hận triệu bình lương nhưng lúc này nàng mới ý thức được mình không phải là con ruột của triệu bình lương đối phương chỉ là chú triệu của nàng cũng không phải là cha nàng cảm kích đối phương nhưng cảm giác người thân sợ rằng khó thể tìm lại được triệu bình lương trầm mặc vài giây trong điện thoại sau đó lão thở dài băng băng dù thế nào thì bây giờ cháu cũng không có việc gì chú cũng cảm thấy rất vui cảm ơn chú triệu đã quan tâm lãnh băng băng khẽ nói sau đó nàng khựng lại rồi bổ sung thêm một câu chú triệu cháu nghĩ rằng mình đã hiểu được sự lựa chọn của mẹ năm xưa đầu dây bên kia chợt trở nên trầm mặc lãnh băng băng mở miệng một lần nữa nàng khẽ nói ra vài chữ chú triệu tạm biệt lãnh băng băng cúp điện thoại mà vẫn ngồi ngây người những chuyện cũ liên tục lóe lên trong đầu trước đây không lâu nàng cũng không hiểu vì sao mình cứ khăng khăng đứng thật xa tên khốn hạ vân sơn kia hơn nữa cũng luôn giữ khoảng cách với triệu bình lương đối xử tốt với mình khi Lãnh Băng Băng còn bé thì thấy chú Triệu hòa ái dễ gần, rất tốt với mẹ nàng, cũng rất yêu thương nàng. Vì vậy nàng cảm thấy nếu mẹ mình được gả cho chú Triệu, cả hai sẽ rất hạnh phúc. Nhưng Lãnh Băng Băng nhớ rõ có một lần mẹ nàng đã nói: "Băng Băng, tuy chú Triệu rất tốt nhưng cũng không thể vì người mà đánh đổi tất cả, điểm này anh ấy kém xa Hạ Vân Sơn." Trước kia Lãnh Băng Băng không hiểu câu nói này, nhưng bây giờ nàng đã hiểu tiếng đập cửa vang lên đánh thức lãnh băng băng khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Vào đi, lãnh băng băng nhìn ra cửa. Cửa bị đẩy ra, người tiến vào là Hoàng An Bình. Có chuyện gì? Lãnh băng băng khẽ nhíu mày. Đội trưởng, có một vụ án kỳ quái. Hoàng An Bình nhìn lãnh băng băng, hắn muốn nói nhưng lại thôi. Án gì mà kỳ quái? Lãnh băng băng khẽ hừ một tiếng. Khủ khủ, đội trưởng, Bây giờ trong cục cảnh sát có rất nhiều tin đồn, đội số 6 cũng không tin chị sẽ khuất phục trước tên lôi quân kia, vì vậy mọi người muốn tôi đến hỏi chị xem có chuyện gì xảy ra, như vậy cũng thuận tiện dẹp bớt tin đồn. Hoàng An Bình cũng không tin lời đồn, không phải vì Lãnh Băng Băng quá mạnh mẽ, căn bản là Hạ Thiên không có lý do gì để người đẹp băng giá lên giường với kẻ khác. Bọn họ thích đồn thế nào thì cứ tự nhiên. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Không cần quan tâm. Tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn, anh càng giải thích thì càng dối, người ta sẽ nghĩ rằng anh trột dạ. Nhưng, đội trưởng, nếu những tin đồn này mà rơi vào trong tay người khác, sợ rằng sẽ có phiền toái. Hoàng An Bình cẩn thận nói, hắn chỉ thiếu điều nói thẳng tên của Hạ Thiên Gia. Hoàng An Bình, anh trở nên lòng vòng như vậy từ khi nào? Lãnh băng băng tức giận nói. Điều này, đội trưởng, ngày hôm qua chị Giao Uy giúp đội cảnh sát hình sự chúng ta có được thể diện, mọi người ai cũng hãnh diện nhưng bây giờ thấy tin đồn bậy mọi người tất nhiên sẽ lo lắng hoàng an bình nói lãnh băng băng có chút tức giận cuối cùng nàng phải giải thích một câu được rồi nói cho mọi người biết hạ thiên đánh cuộc với lôi ra hạ thiên thắng nên tôi không việc gì sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi hiểu chưa hiểu đội trưởng tôi sẽ đi thông báo ngay cho mọi người hoàng an bình to ra rất vui sướng hắn thầm nghĩ đây đúng là công lao của hạ thiên mình không nhận lầm đại ca ngay cả lôi ra cũng giải quyết được khi thấy hoàng an bình còn chưa chịu đi ra thì lãnh băng băng đã tức giận nói đã hiểu rõ sao chưa đi à đội trưởng thật sự có một vụ án rất kỳ quái hoàng an bình nở nụ cười ngượng ngùng sợ rằng vụ này có liên quan đến hạ thiên lãnh băng băng nghe như vậy mới cảm thấy bực bội mới được một khoảng thời gian mà hạ thiên đã gây chuyện rồi sao Hạ Thiên nằm trên gường, Tôn Hinh Hinh vẫn ở trong lòng, nàng ngủ rất say, nhưng hắn lại không buồn ngủ. Hạ Thiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, hắn quay đầu nhìn lại, sau đó cười hì hì với Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, chị cũng muốn ngủ sao? Cùng ngủ thôi. Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sắc lang này muốn chơi tay ba sao. Cơm chín rồi, xuống dùng cơm. Liễu Vân Mạn nói ra nguyên nhân đi vào, nàng không biết làm cơm nhưng Liễu Cương lại biết, cơm trưa do Liễu Cương nấu. À, được rồi. Hạ Thiên có chút tiếc nuối, thì ra chị Vân Mạn cũng không phải vào đây ngủ chung. Cuối cùng Hạ Thiên cũng rời khỏi giường, hắn đi ra phòng ngủ, Tôn Hinh Hinh ở bên trong vẫn ngủ say. Bữa cơm đã xong, Liễu Cương nấu rất tốt, Hạ Thiên ăn cũng cảm thấy thoải mái. Sau khi dùng cơm trưa thì Hạ Thiên cũng không muốn cùng ngủ với Tôn Hinh Hinh, dù sao nàng bây giờ cũng đang thật sự nằm ngủ, hắn cũng không có việc gì để làm. Hạ Thiên nghỉ ngơi một lúc rồi bắt tay vào chữa bệnh cho Liễu Cương, còn Liễu Linh, nghe nói phải chờ đến ngày mai mới đi phá thai, căn bệnh của nàng phải chờ một khoảng thời gian nữa mới chữa trị được. Hạ Thiên tính toán, hắn phát hiện Liễu Kỳ vẫn còn ba con trai và bốn con gái nữa cần chữa trị, cứ theo đà này thì mỗi ngày một người là bảy ngày mới xong, vì vậy mà không khỏi cảm khái. Đúng là quá chậm, hắn cần phải nhanh chóng cùng song tu với Liễu Mộng, như vậy sẽ có thể chữa được một ngày hai người hoặc nhiều hơn. Hạ Thiên đang nghĩ nên dụ dỗ Liễu Mộng xong tu thế nào thì nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỷ tỷ, chị nhớ tôi nhanh như vậy sao? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi nói. Dương Hưng Nghiệp và Dương Phi có phải bị cậu làm cho câm không? Lãnh Băng Băng tức giận hỏi. Hạ Thiên thành thật thừa nhận. Đúng vậy, hai người kia nói quá lớn, làm ảnh hưởng giấc ngủ của chị Hinh. Cậu có biện pháp khôi phục cho bọn họ không? lãnh băng băng cũng lười nổi giận với hạ thiên ngày mai bọn họ sẽ tự khôi phục hạ thiên thuận miệng nói lãnh băng băng nghe thấy như vậy cũng thở ra một hơi ngay sau đó còn nói thêm dương gia muốn tố cáo cậu và liễu cương đánh người cậu xem thế nào à thế này cảnh sát tỉ tỉ cảnh sát tỷ tỉ, tỉ chị bắt bọn họ lại đi sáng hôm nay bọn họ bắt cóc em gái liễu linh của liễu cương hạ thiên dùng giọng bất mãn nói đám người kia đúng là quá đáng có chuyện sao không lén giải quyết, cú phải tìm cảnh sát, chẳng phải làm cảnh sát tỉ tỉ thêm bận rộn sao? Lại là bắt cóc sao? Lãnh Băng Băng nghe thấy những lời này thì cảm thấy có chút khác thường, tối qua Tôn hình Hinh bị bắt cóc, nàng thiếu chút nữa cũng bị bắt cóc, vì vậy mà bây giờ nàng sinh ra cảm giác mâu thuẫn với từ ngữ này. Lãnh Băng Băng dừng lại một chút rồi hỏi: Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chương 209, chính thức ngậm bồ hòn. Trong bệnh viện lãnh băng băng cúp điện thoại nàng đi về phía phòng bệnh dương hưng nghiệp dương phi và hai vệ sĩ đều ở đây khi dương hưng nghiệp phát hiện ra mình không nói được lời nào thì cực kỳ hoảng sợ sau đó cũng chấn tỉnh lại lão không nói được nhưng vẫn còn viết được hắn dùng phương pháp viết ra giấy để chỉ huy hai tên vệ sĩ bọn họ gọi điện thoại tìm thư ký của lão sau đó để thư ký sắp xếp đưa vào bệnh viện đồng thời còn sử dụng mối quan hệ với cục công an trực tiếp đưa án lên đội cảnh sát hình sự cuối cùng đến tay Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng đến bệnh viện, nàng nhanh chóng biết rõ vụ án có liên quan đến Hạ Thiên, nhưng nàng cũng không có ý nghĩ muốn đi bắt hắn, sau khi nghe xong những lời của đối phương trong điện thoại thì lại càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Dương tiên sinh, anh xác định muốn tố cáo Hạ Thiên và Liễu Cương cố ý gây thương tích sao? Lãnh Băng Băng nhìn Dương Hưng Nghiệp vẫn đang cực kỳ tức tối, nàng mở miệng hỏi. Đúng vậy, giám đốc Dương đã quyết định như vậy. Người nói chính là thư ký của Dương Hưng Nghiệp, là Viên Mẫn, là một người phụ nữ có chút xinh đẹp, khoảng 30 tuổi, nhìn qua đã biết có quan hệ không tầm thường với Dương Hưng Nghiệp. Nghĩ lại thì thấy rất rõ, Dương Hưng Nghiệp xảy ra chuyện mà không tìm vợ, lại đưa thư ký đến xử lý, như vậy hai người phải có quan hệ đặc thù. Được rồi, tôi sẽ lập án. Lãnh băng băng cười nhạt một tiếng rồi vung tay ra phía sau. Đưa bọn họ đi. Viên Mẫn chợt sướng sốt, nàng lập tức dùng giọng tức giận nói. Cảnh sát lãnh, chị làm vậy có ý gì? Dương Tiên Sinh nói Hạ Thiên cố ý gây thương tích, mà Hạ Thiên lại tố cáo Dương Tiên Sinh bắt cóc, cậu ấy chỉ ra tay vì việc nghĩa. Bây giờ hai bên đều cho là mình đúng, như vậy phải mang về cục cảnh sát để điều tra. Lãnh băng băng dùng giọng không nhanh không chậm nói. Dương Hưng nghiệp nghe như vậy thì vẻ mặt không khỏi biến đổi, lão vội vàng vẫy tay với viên mẫn, sau đó lại dùng điện thoại viết vài chữ cho nàng xem điều này cảnh sát lãnh giám đốc dương của chúng tôi quyết định không muốn so đo với những đứa trẻ kia việc này coi như xong đi viên mẫn cười cười nói với lãnh băng băng dương tiên sinh anh là người báo cảnh sát anh cũng là người nói không suy xét anh cho rằng cảnh sát chúng tôi rất rảnh rỗi sao lãnh băng băng dùng giọng không khách khí nói cảnh sát lãnh sao chị lại nói như vậy viên mẫn rất mất hứng chị biết giám đốc dương chúng tôi là ai không để tôi nói với chị giám đốc của chúng tôi có quan hệ với các lãnh đạo cục công an thành phố. Viên tiểu thư, chị đang uy hiếp tôi sao? Tâm tình của lãnh băng băng vốn không tốt cho lắm, bây giờ nghe đối phương nói như vậy tất nhiên sẽ càng thêm mất hứng. Cảnh sát lãnh, tôi chỉ hy vọng chị khách khí với giám đốc dương chúng tôi một chút, anh ấy là người có thân phận, ngay cả lãnh đạo cục công an các cô thấy anh ấy cũng phải khách khí chào hỏi. Vẻ mặt viên mẫn rất kiêu căng. Rất tốt, tôi sẽ khách khí với anh ấy vẻ mặt lãnh băng băng chợt trở, trở nên lạnh lẽo, nàng vung tay lên. Đưa đi. Vâng, đội trưởng. Hai cảnh sát đi về phía Dương Hưng Nghiệp, bộ dạng rõ ràng là bắt người. Dương Hưng Nghiệp vội vàng phất tay liên tục, lão muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc là không có âm thanh nào được phát ra. Lão cũng tranh thủ thời gian ghi vài chữ cho viên mẫn, đồng thời cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn nàng, mà gương mặt xinh đẹp của viên mẫn lại khi đỏ khi trắng. Cảnh sát lãnh, xấu hổ quá, Giám đốc Dương nói tôi xin lỗi chị, lần này chỉ là hiểu lầm, kính xin cảnh sát lãnh bất so đo. Còn chuyện bắt cóc, ba giờ giám đốc Dương cũng không tiện phối hợp, hy vọng cảnh sát lãnh có thể cho anh ấy ở lại bệnh viện, không biết ý của chị là thế nào. Viên Mẫn vừa rồi rất kiêu ngạo nhưng lúc này lại cực kỳ khép nép. Lãnh Băng Băng nhìn Viên Mẫn bằng ánh mắt khinh thường, xem ra người phụ nữ kia đã biết được vài thứ từ Dương Hưng nghiệp, vì vậy mới chuyển từ kiêu ngạo sang cung kính. Đội trưởng còn mang hắn đi nữa không?" Một cảnh sát hỏi. "Nếu Dương Tiên Sinh đã cảm thấy bất tiện thì thôi, nhưng Dương Tiên Sinh phải nhớ kỹ, tạm thời không được rời khỏi thành phố Giang Hải, chúng tôi sẽ đến điều tra anh bất cứ lúc nào." Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Đáng lý ra nàng cũng không tính toán với vụ án lần này, nhưng Dương Hưng Nghiệp và Dương Phi cùng nhau bắt cóc Liễu Linh, nhưng sự thật chính là Liễu Linh vì còn quan hệ đặc biệt với Dương Phi nên mới bị lừa đến. Nếu suy xét rõ ràng thì đây chẳng qua chỉ là giam giữ người trái phép, cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng, cuối cùng có hơn phân nửa là chẳng giải quyết được gì. Cảm ơn cảnh sát lãnh. Viên Mẫn vội vàng nói. Dương Tiên Sinh, cũng nhân tiện nói cho anh một câu, ngày mai anh có thể nói được, tốt nhất cũng đừng để bệnh viện điều trị, chú ý xảy ra vấn đề. Lãnh băng băng nói xong những lời này thì quay ra phía sau nói. Thu đội, lãnh băng băng mang theo vài cảnh sát rời khỏi phòng bệnh. Vẻ mặt Dương Hưng Nghiệp rất khó coi, vài chục năm qua hắn chưa từng thiệt thòi như hôm nay, hơn nữa còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôn Hinh Hinh ngủ một giấc đến 3 giờ chiều, khi tỉnh lại thì Liễu Linh và Liễu Cương cũng đã đi, ngay cả Liễu Vân Mạn cũng nhận được điện thoại đi đến bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật, tất nhiên cũng chỉ còn lại một mình Hạ Thiên. Đây là đâu? Tôn Hinh Hinh khẽ vặn cổ rồi ngáp ngủ đi ra khỏi phòng, khi nàng thấy Hạ Thiên ngồi trên ghế sa lông ở phòng khách thì hỏi ngay. Tôn Hinh Hinh chưa từng đến chỗ này, nàng cảm thấy xa lạ cũng là điều đương nhiên. "Chị Hinh, đây là nhà của chị Vân Mạn." Hạ Thiên giải thích một câu. "Sao?" Tôn Hinh Hinh đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng ngồi xuống rồi hỏi. "Chị Vân Mạn đâu? Chị ấy đi làm rồi?" Hạ Thiên ôm lấy Tôn Hinh Hinh, hắn ngửi lấy mùi hương mê người của nàng, ngay sau đó hai tay bắt đầu hoạt động giữa ban ngày không được làm loạn tôn hình hình gắt giọng chị đói bụng rồi tìm thứ gì ăn đi được rồi hạ thiên cũng chỉ còn cách buông tôn hình hình ra tôn hình hình làm vệ sinh xong thì cùng hạ thiên rời khỏi nhà liễu vân mạn bên ngoài khu danh điển không xa có một quán mì tôn hình hình vào đấy ăn một tô mì bò sau đó bắt xe về cửa hàng hoa lúc này cũng đã 4 giờ chiều này chị hinh chị cần gì phải cùng hạ thiên rời khỏi thế giới của riêng hai người phương hiểu như nói hôm nay cũng không có mối bán buôn tất nhiên nàng rất nhàm chán cũng may trong cửa hàng còn có máy tính để lên mạng nếu không nàng sẽ buồn chết vì chị hinh đói bụng nên ra ngoài thôi hạ thiên ở bên cạnh dùng giọng nghiêm trang nói phương hiểu như bĩu môi đói bụng thì có liên quan gì đói bụng thì làm gì còn sức không còn sức sao hoạt động được hạ thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn phương hiểu như đúng là ngốc nghếch tiểu sắc lang cậu đang nghĩ gì vậy gương mặt tôn hình hình chợt đỏ lên nàng trừng mắt nhìn hạ thiên khi thấy biểu cảm của tôn hình hình thì phương hiểu như chợt hiểu ra nàng không khỏi nhìn hạ thiên hạ thiên anh đúng là lưu manh giờ mới biết anh là lưu manh sao hạ thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn phương hiểu như phương hiểu như trở nên buồn bực bây giờ nàng mới biết đúng là đã muộn chị hinh chị cũng vừa mới ăn no hay chúng ta về lại thế giới của riêng mình Hạ Thiên cười hì hì với Tôn Hinh Hinh. Gương mặt Tôn Hinh Hinh không khỏi đỏ bừng lên, nàng liếc Hạ Thiên. Cậu tìm người khác mà hoạt động ở thế giới của riêng mình, tôi không đi. Tìm người khác sao? Hạ Thiên gãi gãi đầu, hắn lầm bầm. Tìm ai? Cảnh sát tỷ tỷ đang công tác, chị Vân Mạn cũng đang làm việc, Tiểu Kiều và Liễu Mộng thì đang ở cùng nhau, nếu hoạt động tay ba cũng không hiệu quả lắm. Tiểu Sắc Lang, không cho đi tìm ai cả. Tôn Hinh Hinh nổi giận, nàng véo lên người hạ thiên một cái bây giờ hắn còn muốn tìm người khác sao nàng chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi hạ thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn tôn hinh hinh sao nàng lại đổi ý nhanh như vậy vừa rồi bắt đi tìm người khác bây giờ lại không cho đi hèn gì đại sư phụ nói phụ nữ thường hay biến đổi sau khi chị hinh biến thành phụ nữ chân chính thì cũng thường biến đổi ý nghĩ hạ thiên rơi vào đường cùng cũng chỉ còn cách chờ đêm xuống bây giờ không thể nào hoạt động thể lực được cũng chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Nhà ga Giang Hải. Cuối cùng cũng đến. Một người đàn ông đi ra nhà ga, hắn phàn nàn với cô gái ở bên cạnh. Này Mỹ Nhi, sao cô không thích ngồi phi cơ? Cái gì mà sợ độ cao, khi cô lái máy bay sao không sợ? Mỹ Nhi trong lời nói của người đàn ông chính là một cô gái cao gầy, nàng mặc một bộ đồ đen, đây vẫn là mùa nóng, bộ đồ nàng mặc trên người đã bao bọc tất cả da thịt, thậm chí cả hai tay cũng vậy trên mặt nàng có lộ ra chút thịt, nhưng dù là trên mặt cũng có một cặp kính dâm rất rộng, người khác căn bản không thấy diện mạo, nhưng chỉ cần đường cong lồi lõm cũng đủ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đàn ông. Nếu so sánh với cô gái ăn mặc bắt mắt thì người đàn ông lại rất bình thường, áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da đen, còn đeo cả cà vạt, cách ăn mặc tương tự các thành phần trí thức trong công ty. Người đàn ông này cũng không quá cao, còn thấp hơn một chút so với cô gái kia, hình như còn chưa đến 1 m bảy Người này ngoài cặp mắt linh hoạt có thần thì tất cả những thứ khác đều bình thường. Tôi thích lái máy bay nhưng không thích ngồi máy bay. Cô gái được gọi là Mỹ Nhi chợt mở miệng, giọng nói rất lạnh lùng, không chút cảm tình. Không thích cũng phải có lý do khác chứ. Người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định. Máy bay rơi thì tôi chưa chắc đã sống. Mỹ Nhi hờ hững nói. Xe lửa dù phát nổ thì tôi vẫn sống, vì vậy trừ khi tôi lái máy bay, nếu không sẽ không ngồi máy bay. Được rồi, coi như cô có lý. Người đàn ông cũng thừa nhận lý do của Mỹ Nhi. Mỹ Nhi, cô có cảm thấy nhiệm vụ của chúng ta lần này rất kỳ quái không? Thủ lĩnh chỉ muốn chúng ta theo sát tên Hạ Thiên kia, không cần làm gì cả, cũng không nói nguyên nhân, đúng là quỷ gì. chương 210, âm thập cửu. Thủ lĩnh làm như vậy tất nhiên sẽ có lý do, anh làm theo là được. Trong giọng nói của Mỹ Nhi có chút bất mãn. Mỹ Nhi, đừng như vậy chứ, cô ít nhất cũng biết vài phần. Người đàn ông rất muốn đào từ trong miệng Mỹ Nhi ra chút tin tức. Thứ nhất tôi không biết, thứ hai dù có biết cũng không nói cho anh. Mỹ Nhi nói xong cũng không để ý đến người đàn ông mà trực tiếp đi về phía một chiếc taxi, sau đó mở cửa chui vào. Người đàn ông chợt ngẩn ngơ, hắn vội vàng chạy theo, sau đó tiến vào trong xe. Người đàn ông vào xe thì lấy ảnh ra xem, sau đó lầu bầu. Tiểu tử này có gì đặc biệt, sao thủ lĩnh lại coi trọng hắn như vậy? 8 giờ tối, trong phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp tầng 5 bệnh viện lục quân. Lâm Tử Hào lại dẫn theo âm thần y giấu đầu lộ đuôi, mà Lôi Trấn Thiên cũng đứng ở cửa phòng bệnh chờ đợi như lần trước. Lôi lão, ông đừng lo, cháu sẽ mời âm tiên sinh vào xem thế nào. Lâm Tử Hào nói với vẻ mặt cung kính, nửa giờ trước hắn nhận được điện thoại của Lôi lão, nói rằng tình huống của Lôi Vũ lại có biến đổi. Hắn thầm cảm thấy vui mừng, vì vậy tranh thủ thời gian đưa âm tiên sinh đến nếu cứ tiếp tục như vậy thì không lâu sau lôi ra sẽ nằm về phía hắn, mà Hạ Thiên sẽ trở thành kẻ thù chung của hắn và lôi ra. Lâm tử hào nhìn âm tiên sinh đi vào phòng bệnh, trong lòng thầm nghĩ. Hạ Thiên ơi Hạ Thiên, không phải mày ý có y thuật cao minh sao? Tao dùng gậy ông đập lưng ông, lợi dụng y thuật để đối phó mày. Á! trong phòng chợt truyền ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó không còn một tiếng động nào khác. Vẻ mặt Lâm tử hào chợt biến đổi, hắn nghe thấy âm thanh kia là của âm tiên sinh âm tiên sinh ngài không sao đấy chứ lâm tử hào nhịn không được phải đi đến bên cửa hỏi một câu bên trong không ai đáp lời tử hào cậu đi đi lôi trấn thiên đột nhiên mở miệng lão chậm rãi nói vẻ mặt lâm tử hào chợt biến đổi hắn quay sang nhìn lôi trấn thiên bằng ánh mắt khó hiểu lôi lão ông nói vậy là có ý gì tử hào tôi tin tối qua cậu đưa âm tiên sinh đến cũng vì lôi vũ, tôi cũng tin câu không hiểu rõ về vị âm tiên sinh kia nên mới bị lừa. Lôi chấn thiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn lâm tử hào, giọng điệu rất có lực. Vì vậy nếu bây giờ cậu rời khỏi đây, tôi có thể coi rằng cậu chưa từng tới, tôi cũng không nói cho bất kỳ ai biết cậu có liên quan đến âm tiên sinh kia. Vẻ mặt lâm tử hào càng trở nên khó coi, hắn cố ra vẻ chấn tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười. Lôi lão, có phải ông hiểu lầm rồi không? Tôi không hy vọng có hiểu lầm gì cả, vì vậy cậu đi thôi." Lôi Chấn Thiên thản nhiên nói. Lâm Tử Hào trầm mặc một lúc, hắn nhìn về phía phòng bệnh, cuối cùng cũng lặng lẽ xoay người bỏ đi. Niềm vui của hắn trước khi đến đây đã tan biến sạch sẽ, bây giờ hắn chỉ còn lại cảm giác thất bại, thêm vào đó còn có lo lắng. Tần Phong liên lạc với Hạ Thiên. Khi thấy Lâm Tử Hào biến mất ở góc hành lang, Lôi Chấn Thiên mở miệng nói. "Vâng, thủ trưởng Tần Phong cầm lấy điện thoại bấm số Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa dùng xong bữa tối, hắn đang định đợi lát nữa sẽ cùng tắm huyền ương với Tôn Hinh Hinh, ngay sau đó sẽ tiêu hao tất cả thể lực để hoạt động với giai nhân. Đúng lúc này hắn nhận được điện thoại của Tần Phong, sau khi biết tên âm y môn kia đã bị bắt thì hắn đành phải buông tha cho hoạt động thể lực với Tôn Hinh Hinh, hắn nói Tần Phong đưa tên âm y môn đến Kiều Gia. Sở dĩ phải đưa đến nơi đó vì Kiều Gia có địa điểm thẩm vấn rất tốt. Hạ Thiên muốn thẩm vấn tên khốn âm y môn, hỏi xem tên kia vì sao cứ phải chống lại mình. Trước tiên Hạ Thiên điện thoại cho Kiều Đông Hải, để Kiều Đông Hải đứng chờ Tần Phong đưa người sang, sau đó hắn mới bắt xe đi đến Kiều ra. Tuy tên mập đề xuất sắp xếp xe và tài xế riêng cho Hạ Thiên, nhưng hắn cảm thấy mình ngồi taxi cũng tốt, hơn nữa chạy bộ cũng nhanh, căn bản không cần xe riêng làm gì. Nguồn, https2.gạch chéo gạch chéo tiuienfull.vn khi Hạ Thiên đến Kiều gia thì thấy Kiều Đông Hải và Tần Phong đang đứng chờ. Kiều Đông Hải đã sớm đứng chờ từ sớm, Tần Phong thì đến trước đó hơn 10 phút, nhưng hắn muốn giao người tận tay Hạ Thiên, không chịu giao cho Kiều Đông Hải, vì vậy cứ đứng chờ ở đây. Hạ Thiên đến thì Tần Phong lập tức giao người rồi rời khỏi Kiều gia, mà Hạ Thiên thì đưa theo một đệ tử âm y môn đeo kiếm dâm ăn mặc cổ quái đang hôn mê đi vào cổng biệt thự Kiều gia, ngay sau đó là đi đến khu nhà chuyên dành riêng cho mục đích tra tấn ngoài tên âm y môn còn đang hôn mê thì trong phòng chỉ còn hạ thiên và kiều đông hải đây chính là sắp xếp riêng của kiều đông hải hắn không muốn nhiều người biết chuyện này hạ thiên lấy ngân châm đâm vài cái lên người tên âm y môn sau đó lấy kính dâm xuống và phát hiện ra đây là một người đàn ông trung niên rất bình thường ngoài hai hốc mắt hõm sâu và vẻ mặt có hơi tái thì không có gì đặc biệt mà điểm kỳ quái nhất chỉ có bộ trường bào khoác trên người mà thôi người đàn ông trung niên mở to mắt sau khi phát hiện mình bị trói thì vẻ mặt có hơi biến đổi cuối cùng ánh mắt rơi lên mặt hạ thiên hắn hô lên nghẹn ngào là cậu hạ thiên có chút kỳ quái ông nhận ra tôi sao tất nhiên là nhận ra tôi biết rõ cậu là hạ thiên giọng nói của người đàn ông trung niên khôi phục lại sự bình tĩnh tôi còn biết cậu là đồ đệ của trương minh đà lúc này hạ thiên thật sự kinh ngạc ông biết sư phụ tôi sao không tôi không biết ông ta Tôi chỉ nghe qua tên hiệu mà thôi." Người đàn ông trung niên lắc đầu. "Quỷ y Trương Minh Đà đại danh đỉnh đỉnh, là người học y có mấy ai chưa nghe qua tên hiệu này?" "Sao ông biết ông ấy là sư phụ tôi?" Hạ Thiên vẫn cảm thấy rất khó hiểu. "Môn chủ đã nói, trên đời này chỉ có một người có y thuật vượt qua chúng tôi, đó chính là Trương Minh Đà." "Người đàn ông trung niên trả lời. "Nhưng Trương Minh Đà bây giờ phải lớn tuổi, vì vậy cậu không thể nào là ông ấy." chỉ là đồ đệ mà thôi. Tất nhiên đây cũng là suy đoán của tôi, bây giờ cậu đã làm suy đoán của tôi được chứng thật. Hạ Thiên có chút khó chịu, thì ra người này đang gạt mình. "Này, ông đã nghe qua đại danh của sư phụ tôi, ông nên biết rơi vào tay tôi sẽ không có kết quả gì tốt. Vì vậy tôi hỏi gì ông phải đáp lời, nếu ông nghe lời thì tôi cũng không bức cung, hiểu chưa?" Hạ Thiên hỏi người đàn ông trung niên. "Hiểu." Người đàn ông trung niên cười nhạt một tiếng. Cậu muốn hỏi gì cứ tự nhiên, chỉ cần tôi biết thì sẽ nói. Ông tên gì? Hạ Thiên tùy tiện hỏi một câu. Âm Thập Cửu, người đàn ông trung niên trả lời. Âm y môn của các người có bao nhiêu người? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Âm Thập Cửu lắc đầu. Tôi không biết, chỉ có môn chủ mới biết điều này, giữa chúng tôi cũng không có quy ước để nhận ra nhau. Vậy môn chủ của các người là ai? Hạ Thiên lại hỏi. Tôi cũng không biết môn chủ chưa từng lộ mặt với tôi âm thập cửu lắc đầu hạ thiên khó chịu sao ông chẳng biết gì vậy cậu đã biết rõ âm y môn thì cũng biết tác phong của chúng tôi chúng tôi không thể tránh khỏi kẻ địch có đôi khi gặp phải những kẻ địch hùng mạnh vì tránh một người nào đó chọc vào kẻ địch quá mạnh mà làm cho toàn bộ âm y môn diệt phong nên chúng tôi đều không thể biết tất cả bí mật của âm y môn cũng vì vậy chúng tôi gặp tổn thất rất lớn khi đối đầu với kẻ địch hùng mạnh nhưng căn cơ của âm y môn vẫn tồn tại Âm thập cửu rất kiên nhẫn giải thích cho Hạ Thiên. Hừ, tôi không có hứng thú với những chuyện của âm y môn, tôi hỏi ông, sao ông cứ đối địch với tôi? Hạ Thiên dùng giọng mất kiên nhẫn hỏi. Âm thập cửu chợt sướng sờ. Đối nghịch với cậu sao? Tôi đối nghịch với cậu hồi nào? Ông còn nói không đối nghịch sao? Tôi hỏi ông, ông nội của Mỹ nữ tỷ tỷ chính là ông lão Diệp Thiên Nam có phải suýt chết trong tay ông không? Còn nữa, liễu kỳ kia cũng bị ông động tay động chân, vài ngày trước kiều đại thiếu ra thiếu chút nữa bị người ta hãm hại bắt cóc người khác, ba tên cướp bị ông thôi miên, chẳng lẽ không phải ông làm sao? Hạ Thiên nói bằng giọng tức giận. Còn nữa, ngày hôm qua lôi vũ vốn bị tôi trừng phạt, ông lại đến làm cho hắn thoát khỏi trừng phạt và suýt chết, ông còn nói không đối nghịch với tôi sao? Hạ Thiên, cậu hiểu lầm rồi, tôi cũng không nhầm vào cậu, tôi chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Âm thập cửu lắc đầu nói. Phụng mệnh làm việc sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Môn chủ bắt ông làm sao? Âm thập cửu lắc đầu. Không phải, môn chủ chỉ nói tôi hỗ trợ một người, trên cơ bản người này đưa ra yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Hại chết Diệp Thiên Nam, giá họa cho Kiều Đông Hải, thi châm cho lôi vũ, để lôi ra kết cửu hận với cậu, đều là người này bắt tôi làm, còn Liễu Kỳ, ông ta chỉ là một đối tượng thí nghiệm. Ông nói người kia là ai? Còn nữa, Liễu Kỳ có gì tốt mà thí nghiệm? Hạ Thiên hỏi. Lâm Tử Hào. Âm thập cửu cũng không do dự, hắn nói thẳng ra tên người. Còn Liễu Kỳ, vì chức năng đàn ông của hắn gặp chướng ngại, vì vậy tôi lấy ra làm thí nghiệm, nếu tôi có thể chữa tốt cho hắn thì sẽ chữa hết cho Cao Danh Dương. Đúng là tên khốn Lâm Tử Hào. Kiều Đông Hải ở bên cạnh mắng một câu. Có lẽ ông không gạt tôi, nhưng tôi cũng không tin được. Hạ Thiên nhìn âm thập cửu, hắn lầm bầm nói một câu, ngay sau đó hắn đâm châm vào người âm thập cửu. Á, à, âm thập cửu rên lên một tiếng. Hạ Thiên, tất cả những gì tôi biết đều đã nói, cậu còn muốn thế nào? Muốn giết thì phải thống khoái một chút, không cần tra tấn tôi. Tôi sẽ không giết ông, cũng không tra tấn ông. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn. Nếu Lâm Tử Hào đã muốn dùng ông để đối phó với tôi, tôi cũng sẽ áp dụng ngược lại. Tôi biết phương pháp âm y môn thường hay sử dụng rất tuyệt, ông đi thử trên người của Lâm Tử Hào cho tôi. Cậu, cậu muốn vẻ mặt âm thập cửu chợt biến đổi lớn. Đúng vậy, tôi muốn thôi miên ông. Nụ cười trên mặt hạ thiên càng thêm sáng lạn. Hôm nay cho ông thử thuật thi châm thôi miên của tôi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 210.